ngang chém thẳng liên tục hai đạo kiếm cương nối tiếp nhau tóe ra ầm um, ô ngao một tiếng hổ gầm lại điên cuồng chém ra một đạo kiếm cương viên cương lại bị đẩy lùi đối mặt với một đạo kiếm cương nối tiếp khác đúng là trở tay không kịp trong lúc gấp gáp không có cách nào phát ra đòn đánh trả thứ hai trong quá trình bị chấn động trượt lùi về phía sau đặt ngang đao trước người lưỡi đao lật lại vắt ngang cánh tay chống đỡ thân đao nghênh đón đạo kiếm cương thứ hai chém đến kiên cường ngăn chặn một kích ầm um, Phốc, kiếm cương tan vỡ, một ngụm máu tươi từ trong miệng viên cương điên cuồng phun ra ngoài, cả người hoàn toàn bị đánh bay. Người có dâu đang muốn vào tới xử lý hắn ta đột nhiên vung kiếm chém về bên cạnh, chém giết một đám bọ cạp đang nhảy lên đánh tới, đồng thời vung tay đánh bay một đám đang nhào tới ở xung quanh. Thế nhưng bọ cạp đã phát động một cuộc tấn công điên cuồng đối với ông ta từ bốn phương tám hướng, đánh bay con ở trước mặt, bọ cạp ở khắp nơi vẫn còn trước ngã xuống, con sau tiếp bước nhào tới. Bốn phía sông tới, không trung đánh tới phát động tấn công toàn diện điên cuồng đối với ông ta bọ cặp bốn phương tám hương vào tới cũng tuôn về phía tô chiếu ngã trên mặt đất và ói máu mắt thấy bọ cặp khua càng và độc gai xông tới tô chiếu không có sức đứng lên trên mặt lộ ra nụ cười thảm chậm rãi nhắm mắt lại đợi chết thế nhưng bầy bọ cạp vào tới trước mặt nàng đột nhiên lại tách ra hai bên vòng qua nàng tiếp tục xông về phía trước hai bên đều là tiếng động bọ cặp sa mạc xoạt xoạt xông qua tô chiếu lại chậm rãi mở hai mắt ra nhìn cả đàn cả lũ bỏ cạp ở bên cạnh lao qua nhưng không chạm đến một ly một tí nào vào nàng, có chút kinh ngạc, không biết vì sao đàn bỏ cạp này lại không động đến nàng. Thật không ngờ, nàng theo sát viên cương chạy trốn lâu như vậy, trên người dính đầy mùi của viên cương, đây mới là nguyên nhân nàng tránh được một kiếp. Nằm trong đàn bỏ cạp đang chạy băng băng, thấy bỏ cạp điên cuồng chạy nhanh ở bên cạnh, kinh nghiệm này đúng là trước giờ chưa từng có. Tô Chiếu khó khăn ngẩng đầu lại mệt mỏi gối đầu lên đất cát, hơi tàn, miệng mũi thỉnh thoảng có máu ứa ra nàng bị thương rất nặng trước đó mắc kẹt trong cơn lốc xoáy không phân biệt được đông tây nam bắc nghe nhìn bị đảo lộn đợi đến khi đạo kiếm cương kia chém tới nàng đã không kịp phản ứng không có cách nào chống đỡ chính diện ngay lập tức mà lúc trước mang theo viên cương bay trong xa mà cũng đã tiêu hao không ít pháp lực đến khi phải chống đỡ với một kích kia trong trận lốc xoáy gấp gáp mà pháp lực không ăn thua gì trong nháy mắt đã bị đạo kiếm cương kia đánh thương pháp lực của nàng không phải thứ mà viên cương có thể so sánh được nhưng mức độ cường hãn của cơ thể viên cương cũng không phải thứ nàng có thể sánh bằng. Hừ, viên cương nhổ ra một ngụm bọt máu tươi, cựa mình đứng lên khỏi đất cát, thấy bọ cạp sông về phía tô chiếu đang ngã trên mặt đất khó lòng động đậy, hắn ta lập tức chạy tới. Từ trong đại quân bọ cạp sông tới, trông thấy tô chiếu hơi tàn năm trong đất cát bắn tung tóe, viên cương thở phào nhẹ nhõm, quỳ một gối xuống trước người nàng, trong hàng loạt âm thanh soàn soạt đang chạy băng băng, lớn tiếng hỏi cô thế nào rồi. Khụ khụ, tô chiếu ho khan, trong miệng tuôn ra một dòng máu loáng, yếu ớt chớp chớp mắt, đã không nói ra lời nữa. Nhưng trên mặt lại mang theo một nụ cười nhạt, có chút vui mừng thanh thản, nam nhân này thật sự vượt ngoài dự đoán của nàng, không ngờ lại có thể cứng trọi cứng với sư phụ của mình, dường như còn có bản lĩnh hơn một tu sĩ là nàng. Viên cương nhìn ra nàng bị thương rất nặng, quay đầu lại liếc nhìn người có dâu đang bị bỏ cặp sa mạc ùn ùn kéo lên làm phiền, đã không còn lòng dạ nào liều mạng với đối phương nữa, đưa cánh tay ôm ngang tô chiếu lên. Tô Chiếu lập tức lộ ra vẻ mặt đau đớn, xương ức trước ngực bị đánh gãy, tư thế ôm này là một sự tra tấn đối với nàng. Viên Cương hiểu được sự đau đớn của nàng, trầm giọng nói chịu đựng một chút. Dứt lời ôm Tô Chiếu chạy như điên, tránh bên trái né bên phải lao điên cuồng, tránh né bọ cạp đang vào tới. ầm, um, một đám bọ cạp bao vây tấn công bị đánh bay, người có dâu bay ra khỏi vòng vây đánh, lại đuổi theo phía hai người đang chạy thục mạng, bay liên tục trên người đám bọ cạp đang nhảy lên hoặc lấy kiếm đập đánh, liên tục mượn lực phút qua, tiếp tục đuổi giết. Chỉ dựa vào bản lĩnh này của đối phương, Viên Cương ý thức được, như vậy căn bản không thể chạy thoát. Hắn ta đột nhiên dừng lại không chạy nữa, a, à, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét phẫn nộ. Chương 588, vua bỏ cạp, bỏ cạp vốn chỉ biết sung phong liều chết ở xung quanh đột nhiên thay đổi phương hướng, đánh tới phía hắn ta, rất nhanh đã vùi lấp hắn ta. Rất nhiều đám bỏ cạp xông tới trồng chất chôn vùi, rất nhanh đã xếp thành núi bọ cạp chi chít trồng chất, người nhìn thấy mà thấy ra đầu ngứa ran. Núi bọ cạp càng chất càng cao, nhanh chóng xếp đống. Viên cương người ở trong đó vẫn chưa bị chôn vùi, bọ cạp chất đống trồng chất ở trong đó đã tạo ra một không gian nho nhỏ cho hắn ta. Nhìn đám bọ cạp chi chít đang trồng chất ở trước mắt, trong thế giới của bọ cạp này, viên cương dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lúc trước trông thấy bọ cạp dường như đã nghe theo mệnh lệnh của hắn ta mà bao vây tấn công người có dâu, chỉ là hắn ta có hơi hiểu được, nhưng không chắc chắn cho lắm. Vừa rồi chỉ là bị dồn ép không có đường đi, nếu như dù sao đi nữa cũng khó thoát khỏi một kiếp, chỉ bằng thử một lần, kết quả đã khiến hắn ta hoàn toàn hiểu ra. Có lẽ không có cách gì trao đổi trực tiếp với những con bọ cạp này, nhưng chỉ cần hắn ta có thể biểu đạt tâm tình của mình để những con bọ cạp sa mạc này cảm nhận, khiến những con bọ cạp này hiểu được, thì mình có thể ảnh hưởng đến những con bọ cạp ở xung quanh. Hắn ta hối hận, dường như bản thân đã lĩnh ngộ ra hơi chậm. Thế nhưng không trải qua lần sinh tử này, hắn ta cũng rất khó mà lĩnh hội được, sẽ không nghĩ đến điều phía trên. Tô Chiếu hai mắt mệt mỏi khép mở cũng khó tin nhìn một màn này, không ngờ bỏ gặp lại bảo vệ bọn họ. Cuối cùng ánh mắt rơi lên trên mặt viên cương, kết hợp với tình hình né tránh bỏ gặp lúc trước, nàng đoán được, hẳn là việc này có liên quan đến viên cương. Bên ngoài không ngừng có tiếng động ầm ầm truyền đến, đối mặt với núi bỏ gặp càng chất càng khổng lồ ở trước mắt, người có dâu gần như phát điên, kiếm cương trong tay điên cuồng chém ra, muốn xua đuổi núi bỏ cạp này để đào ra người ở bên trong. Thế nhưng mặc cho ông ta chém giết thế nào, những con bỏ cạp này căn bản không quan tâm đến sự sống chết của bản thân, có chết cũng muốn đi xếp núi bỏ cạp này. Ông ta giết càng nhiều, núi bỏ cạp chất càng cao càng lớn, huống chi vỏ ngoài cứng chắc của những con bỏ cạp này còn có chút sức phòng ngự chống đỡ. Lại nhìn bốn phía, vẫn còn bỏ cạp liên tục không ngừng kéo đến, hiện tại ông ta căn bản không tìm thấy chỗ đặt chân, toàn bộ mặt đất đều là bỏ cạp lắc đầu vẫy đuôi nhúc nhích ông ta dựa vào pháp lực cao thâm còn có tốc độ nhanh chóng tránh né thoát được sự tấn công của những con bọ cạp này người ở trong không chung cố gắng hết sức để không rơi xuống đất mượn lực liên tục lên xuống trên người những con bọ cạp này vây quanh núi bọ cạp điên cuồng tấn công nhưng mà tiếp tục như vậy cũng không phải cách còn lề mề thế này sớm muộn gì cũng hao hết pháp lực mà rơi xuống đất đến lúc đó tu vi của bản thân có uyên thâm đến đâu thì cũng sẽ bị đám bọ cạp này giết chết nhưng nếu như rút lui như vậy ông ta cũng không có cách nào báo cáo kết quả nhiệm vụ quái lạ ông ta không ngờ lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy trong khi đuổi giết cũng là lần đầu tiên biết bọ cạp còn có thể làm ra chuyện này lẽ nào tên kia biết khống chế thú vật sao may là một con chim khổng lồ từ xa bay tới người mua và người không dâu đến rồi hai người đuổi dọc theo dòng sông phát hiện ra hành vi lừa gạt của viên cương lập tức quay trở lại lần theo dấu vết tới nơi này nơi này hình như có rất nhiều bọ cạp tập trung Người mù loa ngửi mùi trong không khí, nói, ông ta không nhìn thấy, người không dâu thì nhìn rõ tình hình ở phía dưới, đời này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bọ cạp như vậy tập trung, quả thực kinh ngạc. Lại thấy người có dâu vây quanh núi bọ cạp nhảy về phía trước, không ngừng tiến đánh, không biết đang dở trò quỷ gì. Trông thấy người mình đã đến, người có dâu lập tức bay người lên trên đỉnh núi bọ cạp, sau khi mượn lực, nhanh chóng vút lên trên không bay tới bên này. Người không dâu lập tức điều khiển con chim đi tới, đón lấy ông ta ở trên không. Người có dâu vừa rơi xuống trên người con chim, người không dâu lập tức chỉ xuống phía dưới hỏi, việc này, là tình huống gì vậy? Người mù lòa hơi nghiêng đầu, lắng tai nghe, người có dâu nghiến răng nói, mục tiêu trốn ở bên trong, tiểu tử kia có thể kêu gọi bỏ cạp tương trợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không làm gì được hắn ta. Kêu gọi bỏ cạp, người không dâu kinh ngạc, lại nhìn mặt đất thảo nào chạy vào trong sa mạc này. Ánh mắt của người có dâu lại quăng về phía xa, chỉ thấy một con chim lông sặc sỡ chờ hai người bay tới nơi này người không dâu cũng nhìn thấy hai người nhìn nhau không biết là người nào đến nhưng lại biết người đến tuyệt đối không đơn giản chim khổng lồ bình thường không phải vật mà người bình thường có thể dùng được mà loài chim tên thái vân này lại càng không bình thường là một chủng loại hiếm có giá cả đắt đỏ không cần phải nói người mù loà không nhìn thấy gì cả đang ngửi đang nghe người trên lưng con chim lông sặc sỡ rõ ràng cũng chú ý tới con chim đang lượn vòng ở bên này bay tới quan sát một chút mấy người bên này rồi lại lượn quanh duy trì khoảng cách thích hợp với bên này người không dâu nghiêng đầu khẽ hỏi người nào đó người biết chứ người có dâu trầm giọng nói từng gặp qua nữ tướng công của vệ quốc a à, người không dâu kinh hãi sao cô ta lại từ vệ quốc chạy tới đây đơn độc như vậy vệ quốc không sợ cô ta xảy ra chuyện hay sao người có dâu nói người không nghe nói bên cạnh cô ta có người nào đó bảo vệ sao thân phận của cô ta có thể tới nơi này tám chín phần người là đi thăm hỏi các chủ lam minh của vô biên các. Người không dâu nhanh chóng nhìn về phía nam tử ở bên cạnh người nữ giả trang nam, lại kinh ngạc nói, đệ nhất cao thủ tây môn tinh không của bảng đan sao. Người có dâu khẽ gật đầu, chính là người ở bên cạnh cô ta, có hắn ta bảo vệ bên mình, đủ thắng thiên quân vạn mã, người dám động đến cô ta trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi nào cũng đi được hết. Người không dâu nói, vậy thì phải làm sao? Liệu bọn họ có nhúng tay làm phiền chúng ta không? Người có dâu nói, thân phận của bọn họ có lẽ sẽ không vô duyên vô cố nhúng tay vào chuyện của người khác, chúng ta cứ xem tình hình rồi quyết định. Đôi nam nữ trên lưng con chim lông sặc sỡ cũng đang quan sát tình hình ở phía dưới. Nữ nhân hiếu kỳ hỏi, bỏ cạp xếp thành núi, đây là chuyện gì vậy? Nam nhân cao mày lắc đầu, thấy những điều chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe, ta cũng không biết. Nhưng đầu, ánh mắt ném về nơi xa, thoáng thấy vua bỏ cạp khổng lồ vào tới nữ nhân đưa mắt nhìn về phía con chim ở không trung bên kia hỏi ba người đó là ai có phải có liên quan đến bọn họ không nam nhân ngước mí mắt lên quét mắt không rõ lắm giữa ban ngày ăn mặc quái lạ còn đeo mặt nạ vừa nhìn là biết không phải người đứng đắn có lẽ là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng có thể sử dụng chim bay chắc cũng là người có lai lịch khá trên lưng con chim ba người cùng cưỡi người có dâu và người không dâu cũng nhìn về nơi bão cát đang cuồn cuộn kéo tới Động tĩnh lớn như vậy muốn không chú ý cũng khó Đợi sau khi nhìn rõ là vật gì Người có dâu và người không dâu nhìn nhau thất thanh Vua bỏ cạp Hai người thật sự kinh hãi Chẳng lẽ viên cương kia còn có thể kêu gọi vua bỏ cạp hiếm thấy ư Vua bỏ cạp Đâu, ở đâu Người mù loa nghiêng tai lắng nghe Tinh thần phấn khởi hỏi Người không dâu trả lời một câu Phía đối diện bên phải của ngươi Ta nói, ngươi thấy được sao Người mù loa, người mùi cũng được Hai người lại nhìn nhau, cũng đúng để người mù loa nhớ mùi, ngộ nhớ một ngày nào đó phải tìm vua bỏ cạp, nói không chừng có thể dùng được. Chương 589, điều khiển vua bỏ cạp. Vấn đề hiện tại là, nếu như bọn chúng tiếp tục ẩn núp không ra như vậy, những con bỏ cạp từ bốn phương tám hướng tập hợp tới đây gây ra động tĩnh lớn như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ dẫn tới nhiều người xem náo nhiệt hơn, không nói liệu có người quen của đối phương nhúng tay hay không, cứ tiếp tục dây dưa chúng ta cũng rất dễ bị bại lộ thân phận nhìn chằm chằm vào con vua bọ cạp đang hỏa tốc chạy đến càng ngày càng gần giọng nói của người có dâu ngưng trọng người mù lòa nghiêng đầu lắng nghe người không dâu cúi đầu trầm ngâm đây đúng là một rắc rối không còn tâm tư để thưởng thức con vua bọ cạp hiếm có kia nữa bên trong núi bọ cạp viên cương thận trọng lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài tiếng động tấn công hình như đã ngừng lại nhưng hiện tại hắn ta không dám tùy tiện rời khỏi thành lũy này không rõ tình hình bên ngoài ai biết có phải là cái dụ địch của đối phương hay không khụ khụ Tô Chiếu ở trong lòng lại ho khan, lần này trong miệng phát ra âm thanh, thì thầm, viên cương. Núi bò cạp chất đống dày đặc, hiện tại bên trong đã không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, viên cương cũng không nhìn rõ tình hình của Tô Chiếu ở trong lòng, nhưng lại nghe được giọng nói, cúi đầu nói, chịu đựng một chút nữa, đợi đến lúc bò cạp đủ nhiều rồi, sư phụ của cô không tìm được chỗ đặt chân, pháp lực tiêu hao không chịu nổi nữa, chắc chắn phải rời đi, tôi sẽ lập tức đưa cô đi chữa thương. Tô Chiếu lại gọi, viên cương dường như nàng muốn để hắn ta nghe nàng nói viên cương lập tức đáp lại cô nói đi tôi có thể nghe thấy tô chiếu tô chiếu chiếu là minh ngụ ý bạch tên của tôi đảo lộn lại bạch tô là tên thật của tôi tôi tên là bạch tô nhớ kỹ tôi tên là bạch giọng nói ngày càng yếu ớt cuối cùng hoàn toàn không còn âm thanh nữa viên cương kinh sợ gọi lên tô chiếu bạch tô không có tiếng đáp lại viên cương lập tức ngồi xổm xuống dùng hai chân nâng và ôm nàng vào trong lòng đưa tay thăm dò hơi thở của tô chiếu còn có mạch đập trên cổ đã rất mỏng manh rồi tô chiếu đã rơi vào trong cơn hôn mê trong ấn tượng của hắn ta tô chiếu là một tu sĩ không yếu hẳn là có thể chịu đựng hơn hắn ta mới phải hắn ta va chạm mạnh vài cái với người có dâu cũng chỉ bị một chút thương nhẹ cho nên cho rằng tình trạng vết thương của tô chiếu chỉ là bị chúng một kích có lẽ không nghiêm trọng lắm hiện giờ mới kinh hãi phát hiện ra vết thương của tô chiếu nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn ta bị thương đến nỗi có thể khiến cho một tu sĩ hôn mê, sự nghiêm trọng của vết thương có thể tưởng tượng được. Đến mức này, hắn ta đã không còn quan tâm bên ngoài có phải kế dụ địch của đối phương hay không, cũng không quan tâm ra ngoài có gặp nguy hiểm hay không, cứu chữa cho tô chiếu mới là việc quan trọng. Hắn ta lại ôm tô chiếu đứng lên, đang muốn phát ra tiếng hét truyền đi tâm tình của mình cho bỏ cạp, kêu bỏ cạp mở thành lũy phòng ngự để hắn ra ngoài. Mấy tiếng vang ầm ầm đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, hắn ta có thể nghe thấy âm thanh chợt trở nên nóng vội của rất nhiều bọ cạp mấy tia sáng từ bên ngoài truyền vào nhờ vào ánh sáng hắn ta nhìn thấy hai cái càng khổng lồ cắm vào trong thành lũy bọ cạp kích thước của mỗi cái càng có thể chống lại rất nhiều con bọ cạp viên cương hoảng hốt nhìn vật gì vậy nhìn cái càng hình như là bọ cạp có bọ cạp lớn như vậy sao rất nhiều bọ cạp ở trước mặt đã bị gạt ra lại có một vật chui vào một con quái vật khổng lồ chui vào nhờ ánh sáng chiếu rọi viên cương đã nhìn rõ Thứ trên vào là một cái đầu bỏ cạp to như một căn phòng, quả thật khiến hắn ta hết hồn. Mấy tia sáng như mấy cột sáng chiếu dọi vào trong thành lũy, chiếu vào viên cương với cơ bắp rắn chắc, trên người nhuốm máu, cầm đao ôm người, tóc dài xóa vai. Con bỏ cạp khổng lồ dường như chỉ cần há miệng là có thể nuốt chừng hắn ta, hình như vua bọ cạp đang ngửi mùi trên người hắn ta. Dưới cảnh tượng này, một lớn một nhỏ đứng song song, cảm giác hình ảnh vô cùng ma huyễn đặc biệt còn có mấy tia sáng chiếu vào chỗ lồi lõm trên người vua bỏ cặp để phụ trợ. Thấy vô hại, viên cương ổn định tâm thần, âm vang mạnh mẽ nói với vua bỏ cạp vô biên các. Hắn ta tin con quái vật lớn như vậy nhất định đã sống rất nhiều năm trong sa mạc, chắc chắn sẽ biết vô biên các ở đâu. Hai cái càng khổng lồ giật giật, lại càng giống như xúc một cái về phía trước, cắm vào đất cát, cắm vào phía trước mặt của viên cương. Viên cương lập tức hiểu ra ý tứ của đối phương, ôm tô chiếu bước nhanh lên, trực tiếp lấy càng làm thang, chạy dọc lên theo cái càng nhảy lên cái đầu to lớn của vua bỏ cạp vua bỏ cạp rút đôi càng dơ lên đỉnh đầu giống như ôm đầu che chắn phía trên viên cương đứng vừa nhấc người lên lập tức nhấc lên một lượng lớn bỏ cạp cùng với việc nó ngóc đầu lên viên cương tận mắt nhìn thấy rất nhiều bỏ cạp ở xung quanh bị nhấc bay bản thân một lần nữa được đặt vào trong ánh sáng bên ngoài trên không trên hai con chim khổng lồ đang lượn vòng bốn đôi mắt tận mắt nhìn thấy vua bỏ cạp đột nhiên đâm vào trong đống bọ cạp nằm sắp xuống lại tận mắt nhìn thấy vua bọ cạp đứng thẳng dậy bọ cạp chất đống bị đẩy lật cũng có không ít con bọ cạp móc ở trên người của vua bọ cạp hoặc là treo hoặc là leo treo hai cái càng tre trên đỉnh đầu của vua bọ cạp buông ra lộ ra viên cương đang đứng sừng sướng ôm người nữ nhân trên con chim lông sặc sỡ kinh ngạc chỉ vào nhìn kia có người đứng trên đỉnh đầu vua bọ cạp nam nhân đột nhiên nheo mắt nhìn chằm chằm người có dâu cũng đưa tay ra chỉ chỉ về phía đỉnh đầu của vua bỏ cạp ra hiệu cho người không dâu mau nhìn có một số thứ ông ta cũng một để người đi theo nhìn thấy, trở về dễ báo cáo kết quả nhiệm vụ, dễ chứng minh không phải ông ta không tận lực, mà quả thực có nguyên nhân. Tình hình ở trước mắt hoàn toàn có thể chứng minh lúc trước ông ta không hề lừa gạt nói bậy, người ta đúng là nhận được sự bảo vệ của bỏ cạp. Người không dâu khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Người mù loài liên tục động đẩy cánh mũi, đang ngửi mùi trong không khí. Viên cương cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người ở trên hai con chim trên đỉnh đầu, trên mặt, trên lồng ngực rắn chắc của hắn ta có dính vết máu, chiếc quần ở nửa mình dưới rách tung tóe. Núi bỏ cạp trồng chất bắt đầu sụp đổ, hắn ta đứng ôm người trên đỉnh đầu vua bỏ cạp là đứng ở nơi cao nhất, giống như đang đứng trên đỉnh núi. Vua bỏ cạp xoay người, cái đuôi gai khổng lồ lay động dữ dội, phát ra tiếng vù vù, chợt mở ra mấy cái chân, lao điên cuồng trong sa mạc, áp đảo và đánh bay không ít bỏ cạp. Chân dài bước dài, cộng thêm động tác mau lẹ, vua bỏ cạp bò ra một bước chính là khoảng cách lớn, bởi vì kích cỡ mà nhìn cồng cành vụng về, nhưng trên thực tế tốc độ bò rất nhanh. Viên cương đứng vững vàng trên đỉnh đầu vua bỏ cạp theo chuyển động lên xuống của vua bỏ cạp, như ở trong gió, tóc dài phần phật ở sau lưng, ôm ngang tô chiếu ở trong lòng. Đại quân bỏ cạp ở trên mặt đất cũng bắt đầu chạy như điên theo hướng của vua bỏ cạp, căn bản không có cách nào đuổi kịp tốc độ của vua bỏ cạp, nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo. Bỏ cạp ở nơi xa đang lần lượt chạy tới cũng bắt đầu thay đổi phương hướng chạy băng băng, cho người ta cảm giác bên cạnh vua bỏ cạp từ đầu đến cuối có rất nhiều bỏ cạp đi theo. Người có dâu trầm giọng nói, không thể để cho cô ta chạy, động thủ. Ngồi xuống, con chim lập tức chở ba người đuổi theo. Nam nhân trên con chim lông sặc sỡ hỏi, tướng công, quay về, hay là đuổi theo xem thử. Thật ra thì hắn muốn đi xem thử, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của người ở bên cạnh. Nữ nhân nói, kỳ quan khó gặp, mở mang kiến thức một chút cũng không việc gì. Con chim lông sặc sỡ lập tức đổi hướng đuổi theo, chương 590, gió vẫn tiếp tục thổi một. Rất nhanh, hai người đã biết ba người trên con chim kia đang đuổi giết người ở trên đỉnh đầu của vua bỏ cạp. Cùng với một cú lao xuống, người có dâu và người không dâu trên người con chim cùng vung kiếm, song song chém ra kiếm khí mạnh mẽ hướng về phía viên cương trên đỉnh đầu vua bỏ cạp ở phía dưới. Viên cương đang muốn tránh né ứng đối, nhưng lại nhận ra có chút dư thừa mấy con mắt trên người vua bỏ cặp hiện lên tia sáng kỳ dị, dường như nó có cách ứng đối với việc này, biết cái gì là sự đe dọa, hai cái càng như hai cái ô khổng lồ tre trên đỉnh đầu, dù sao thì đôi càng cũng không dùng để bò, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, lại bảo vệ viên cương lần nữa. ầm ầm, hai tiếng vang dội, hai đạo kiếm cương mạnh mẽ tàn nhẫn chém lên trên cái càng. Kiếm cương tan vỡ, cái càng vẫn cứng rắn che chắn ở đó, không chút thương tổn, chỉ là phía trên có nhiều thêm hai vết tích màu trắng. Người có dâu và người không dâu kinh hãi, không ngờ vua bỏ cạp lại chống đỡ sự tấn công vì viên cương. Việc khiến cho hai người kinh ngạc hơn là, cái đuôi như cột chống trời của vua bỏ cạp linh động, đột nhiên trào dâng cuồng phong gào thét, mạnh mẽ quất về phía con chim khổng lồ đang lao xuống. Sự việc phát sinh đột ngột, chẳng ai ngờ rằng cái đuôi như cây cột lớn của vua bỏ cạp lại linh hoạt đến thế. É, con chim đang lao xuống cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đối mặt với một cái đuôi khổng lồ đang giấy lên cuồng phong đánh tới đúng là không tránh kịp đi người có dâu kinh hãi quát lên dưới tình thế cấp bách ba người vội vàng tản ra khỏi người con chim lúc này tất cả đều quan tâm đến việc bảo vệ tính mạng của mình không ai quan tâm đến ai thật sự thì khí thế tấn công kia vừa nhìn là biết có thể lấy mạng người ầm mưa máu bay là tả trong không trung lông vũ bay lượn con chim đã bị cái đuôi khổng lồ kia đánh cho vỡ vụn đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra cái đuôi như cột trụ trời sau khi càn quét lại vung một vòng trong không trung quét tới phía người mù lòa mắt mù không biết phương hướng hướng bay của người mù lòa chính là hướng vua bỏ cạp đang chay băng băng cái đuôi gai màu vàng kim giống như một cái rủi vàng to lớn và sắc bén vàng rực dưới ánh mặt trời gào thét đâm tới thính lực của người mù lòa cũng không tệ lắm nhận ra được nguy hiểm xoay người vung tay điên cuồng đánh ra một trường muốn ở trong không trung mượn lực mà thoát thân lão mù người có dâu và người không dâu gần như cùng lúc phát ra một tiếng kêu sợ hãi sau khi thoát khỏi nguy hiểm hai người mới ý thức được tình huống này có nhiều bất lợi như thế nào đối với người mù lòa mắt không thể nhìn thấy. Dầm, cái đuôi gai sắc nhọn màu vàng kim dễ dàng rùi thủng cương khí của một quyền kia, trong nháy mắt phù một tiếng đâm vào lồng ngực của người mù lòa, xuyên qua cơ thể của người mù lòa. a à, người mù lòa treo trên gai độc khổng lồ phát ra tiếng gào thét thảm thiết, lay động tứ chi. Hai cái càng dơ lên nhận lấy con mồi mà đuôi gai đưa tới, nhét toàn bộ thứ dưới càng vào trong miệng, trước mắt bao người nhai nuốt sống người mù lòa đây gần như là chuyện trong nháy mắt đôi nam nữ trên lưng con chim lông sặc sỡ đi theo trong không trung được chứng kiến lực phòng ngự và lực công kích của vua bọ cạp nhìn nhau không nói gì vua bọ cạp vẫn điên cuồng lao về phía trước viên cương ôm tô chiếu nghiêng đầu trong gió thân trên rắn chắc để trần dính máu quay đầu lại nhìn trong mái tóc rối bời phấp phới người có dâu và người không dâu lên xuống không ngừng trong đám bọ cạp tránh né tấn công sắc mặt rất khó coi người mù lòa đối với hiểu nguyệt các là báu vật Thuộc về đối tượng trọng điểm bảo vệ. Giờ đây bởi vì nhiệm vụ lần này mà hy sinh ở nơi này, hai người quay về thật sự rất khó báo cáo kết quả. May mắn là ra tay giết người mù loà là vua bỏ cạp hiếm thấy. Đây là chuyện không thể khống chế, ít nhiều cũng có thể ứng phó giải thích. Vấn đề hiện tại là mục tiêu có sự bảo vệ của vua bỏ cạp, sức mạnh công kích vừa rồi của vua bỏ cạp hai người cũng được chứng kiến. Đã vậy hai người thân nằm trong đám bỏ cạp, không có chim bay đặt chăn, cứ kéo dài như vậy, một khi pháp lực hết hai người sẽ phải chết không có chỗ chôn Đến lúc đó đừng nói là vua bỏ cạp, đến một đám bỏ cạp cũng có thể giết chết bọn họ. Cuối cùng hai người ngừng đuổi theo, đợi sau khi đại quân bỏ cạp như thủy triều ở phía dưới đi qua, mới hạ xuống dưới đất, đưa mắt nhìn theo những con bỏ cạp lẻ tẻ đang chạy nhanh ở xung quanh để đuổi theo con vua bỏ cạp đã đi xa, cả hai đã không còn nhu pháp lực để đuổi theo nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mục tiêu bỏ chạy. Trong mái tóc rối bời, viên cương cũng ngoảnh lại nhìn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không biết hai người trên con chim lông sạc sỡ có phải kẻ địch hay không, nhìn rõ cách ăn mặc không giống với với người của hiểu nguyệt các truy sát lúc trước. Đó rốt cuộc là người nào vậy? Nữ nhân trên lưng con chim lông sạc sỡ nhìn chằm chằm vào viên cương đang ôm người ở phía dưới, hỏi. Nam nhân cũng đang nhìn chằm chằm, bình tĩnh nói, không biết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể điều khiển bỏ cạp, điều khiển vua bỏ cạp lại càng là mới nghe lần đầu. Nữ nhân hỏi, bọn họ muốn đi đâu thế? Nam nhân, không biết, người trong lòng thoáng cử động dường như đã được thổi tỉnh bởi cơn cuồng phong đang lao nhanh ở trước mặt trên suốt đường đi viên cương cúi đầu xuống nhìn chỉ thấy tô chiếu đã mở hai mắt ra hai má ửng hồng hai mắt linh động khác thường ánh mắt không u ám vô thần như lúc trước một màn này khiến cho trái tim của viên cương run lên hắn ta đã từng chứng kiến tình huống này giống như là hồi dương vậy tô chiếu nhìn thấy đại quân bỏ cặp đang lao nhanh nhưng lại không hiểu mình đang ở trên thứ gì để nhanh chóng đi về phía trước Viên cương ôm nàng rõ ràng không hề có động tĩnh gì, không giống như đang chạy nhanh. Thật sự là thân hình của vua bọ cạp khá lớn, nếu không nhìn ở một khoảng cách nhất định, dưới tình huống không biết rõ chuyện quả thực có chút phản ứng không kịp. Nàng khẽ hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy? Sự việc một hai câu không thể nói rõ ràng, viên cương chỉ có thể khích lệ, kiên trì thêm một chút nữa, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, rất nhanh là có thể đến được vô biên các. Thoát khỏi nguy hiểm rồi, đôi mắt sáng ngời của tôi chiếu chấp chấp mỉm cười nói tốt quá đôi mắt sáng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta trên mặt mang theo một nụ cười nhạt khóe miệng lại có vệt máu rỉ ra viên cương ý thức được gì đó đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng a à. một hồi tiếng động rầm rầm trong sa mạc vua bọ cạp chợt ngừng chạy viên cương một chân dẫm trên vị trí nhô lên ở vỏ của vua bọ cạp thì mới không bị phất bay ra ngoài cố gắng hết sức duy trì sự ổn định của cơ thể giảm bớt sự đau đớn của tô chiếu vua bọ cạp lắc lư mãnh liệt cái đuôi gai phát ra tiếng vù vù dữ dội đại quân bỏ cạp chạy như điên cấp tốc dừng lại nhưng không thể tránh khỏi bị đụng ngã lăn rất nhiều con chim lông sặc sỡ bay trên bầu trời lượn một vòng cũng đã trở lại lượn vòng ở một khoảng cách an toàn nhất định trên không viên cương ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói có dám xuống đây đối đáp không nam nhân trên con chim lông sặc sỡ làm phép lên tiếng có gì không dám dứt lời con chim lông sặc sỡ đã lượn vòng hạ xuống nữ nhân nghiêng đầu nhìn nam nhân biết nếu như hắn ta đã dám đến gần như vậy, thì không sợ vua bỏ cạp. Nhưng mà dường như con chim lông sặc sỡ có chút sợ hãi vua bỏ cạp, xuống đến một độ cao nhất định liền không dám hạ xuống nữa, cục cục trong miệng phát ra tiếng kêu tuổi thân. Nam nhân đưa tay đỡ cánh tay của nữ nhân, lắc mình hạ xuống, rơi thẳng lên người vua bỏ cạp. Con chim lông sặc sỡ lập tức như chút được gánh nặng, lại bay lên không trung. Trường 591, gió vẫn tiếp tục thổi, hai nam nhân và nữ nhân đầu tiên cảm nhận cảm giác chân dẫm lên trên vua bọ cạp giống như đang đứng trên một tảng đá cứng chắc rồi lại cùng nhìn về phía viên cương dò xét nữ nhân nhìn thật lâu vào hai mắt của tô chiếu đang nằm trong lòng viên cương sau đó lại quan sát nam nhân thân thể cường tráng tràn đầy hơi thở điên cuồng hoang dã giống như tới từ thời hoang cổ viên cương cũng quan sát hai người bọn họ cuối cùng hỏi các ngươi là người của hiểu nguyệt các sao đôi nam nữ lại nhìn nhau nghe ra được một chút đầu mối từ trong lời nói này nam nhân nói, "Không phải, người vừa rồi truy sát ngươi là người của Hiểu Nguyệt Các ư?" Đây là câu trả lời mà Viên Cương muốn, từ trên đỉnh đầu vua bỏ cặp đi xuống, ôm Tô Chiếu đi tới trước mặt hai người, nói, "Nàng ấy không gắng gượng được nữa, ta không phải tu sĩ, không có cách nào xử lý vết thương của nàng ấy, hãy giúp ta cứu nàng ấy. Chỉ cần có thể chữa lành cho nàng ấy, chỉ cần là việc ta có thể làm được, ta đều đồng ý với các ngươi, tuyệt đối không nuốt lời." Tô Chiếu chớp chớp mắt nhìn hắn ta, trong mắt có ánh lệ. Nam nhân này từ đầu đến cuối đều không vứt bỏ nàng. Trong nụ cười của nàng dâng lên nước mắt. Đi theo nam nhân này nàng thật sự không hối hận, cho dù gặp phải kiếp nạn như vậy, thật sự không hối hận. Nữ nhân ở đối diện cũng chớp chấp mắt, ngưng mắt nhìn viên cương. Nam nhân kinh ngạc nói: Ngươi không phải tu sĩ sao? Viên cương không phải, chỉ cần có thể cứu nàng ấy, ta không bàn điều kiện với các ngươi, ta đồng ý tất cả với các ngươi. Trước tiên hãy cứu nàng ấy. Ý tứ khẩn cầu trong giọng nói khó mà che giấu được nam nhân vẫn luôn rất bình tĩnh lúc này rõ ràng có chút kinh ngạc hắn ta có phần không thể tưởng tượng nổi không phải tu sĩ mà lại có thể điều khiển được bỏ cạp còn có thể chỉ huy vua bỏ cạp hắn cũng nhìn ra viên cương lúc này không cần phải nói dối mình đồng thời cũng nhìn ra tô chiếu quả thực không được rồi lập tức chỉ xuống phía dưới trước tiên hãy đặt người xuống viên cương hạ thấp cơ thể quỳ một gối xuống đất cẩn thận từng ly từng tí đặt tô chiếu lên trên người của vua bỏ cạp sau đó ném con đao đi vứt bỏ binh khí để bày tỏ mình không có ác ý đưa tay xin mời nam nhân ở trước mặt giúp đỡ cứu chữa nữ nhân nhìn chằm chằm vào tam hống đao chân mày giật giật nam nhân đeo kiếm cũng quỳ một gối xuống đưa tay kiểm tra tình trạng vết thương của tô chiếu trong lúc trầm tư kiểm tra đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt của tô chiếu ánh mắt chăm chú mắt của tô chiếu đã nhắm lại nơi khóe mắt có giọt lệ chảy xuống đầu mệt mỏi nghiêng về một bên tay của nam nhân từ từ rời khỏi cơ thể của tô chiếu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía viên cương đang nhìn chằm chằm vào tô chiếu buông tiếng thở dài rất xin lỗi có chút muộn rồi ta bất lực nàng ấy đã đi rồi dứt lời chậm rãi đứng lên lui về phía sau một bước trở về bên cạnh nữ nhân viên cương không lên tiếng hắn ta đã nhìn thấy bàn tay nắm lấy tay hắn của tô chiếu vô lực buông lỏng ra hắn ta hiểu con chim lông sặc sỡ vẫn đang lượn vòng trên không trung đôi nam nữ đứng sóng vai nhìn hắn ta thỉnh thoảng lại nhìn đại quân bỏ cạp ở tứ phía đang lẳng lặng ẩn náu trên đất cát, dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Viên cương không buồn không vui, quỳ một gối xuống bên cạnh tô chiếu, nhìn chằm chằm vào tô chiếu một lúc lâu. Cuối cùng, hắn xé xuống một mảnh vải từ trên chiếc quần rách, lau vết máu trên khóe miệng và hai má của tô chiếu. Có một số vết máu đã khô rồi, lau không sạch. Nữ nhân khẽ giơ tay lên ra hiệu, nam nhân cởi chiếc túi nước bằng da tinh xảo ở trên hông xuống, ném đến trước mặt viên cương. Viên cương cũng không khách khí, ném miếng vải rách dính máu trên tay đi, lại xe một mảnh nữa trên ống quần, cầm túi nước bằng da mở nút ra, đổ nước làm ướt tấm vải rách, tiếp tục lau mặt cho tô chiếu. Sau đó, hắn ta lại ôm lấy tô chiếu hai tay vô lực rủ xuống, nhìn xung quanh, sa mạc mênh mông, đi đâu? a à, viên cương đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét than khóc, tóc dài vần bay trong gió. Đuôi gai của vua bỏ cạp lại đong đưa dữ dội, đại quân bỏ cạp ở bốn phía phụ họa, chỉ chốc lát sau, lấy nơi này làm trung tâm, bỏ cạp nhao nhao đào hố ngay tại chỗ, ào ào chui vào trong đất cát. Đại quân bỏ cạp dập dờn như sóng gợn đã biến mất, chỉ để lại vết tích của một cái hố trên nền sa mạc. Vua bỏ cạp lại bắt đầu chuyển động, bắt đầu cấp tốc chạy băng băng, một mình rong ruổi trong sa mạc mênh mông, không còn đồng loại, gió vẫn tiếp tục thổi. Nữ nhân có phần đứng không vững, nam nhân đưa tay đỡ cánh tay nàng, rồi lại cùng nhìn về bốn phía, cảm nhận cảm giác cưới vua bỏ cạp rong ruổi trong sa mạc, cơ hội này đúng là một trải nghiệm không phải ai cũng có thể có được. Tam hống đao không được người nào chú ý đến, trong sự lên xuống ngẫu nhiên, chậm rãi lướt xuống mép lưng của vua bỏ cạp, tâm tư của viên cương cũng không đặt vào tam hống đao. Ngược lại nữ nhân đưa tay ra chỉ, năm ngón tay của nam nhân nắm lại, tam hống đao bay vút lên không, rơi vào trong tay hắn ta. Đôi nam nữ hiếu kỳ không biết viên cương và vua bỏ cạp muốn đưa bọn họ đi đâu. Không biết đã chạy được bao lâu, vua bỏ cạp đột nhiên dừng lại, đôi càng cắm xuống dưới đất cát mấy chân cùng đào bới mang theo mấy người ở trên lưng cùng chui vào trong lòng đất cát trong sự lay động trên người nam nhân tuôn ra pháp cương hộ thể giữ vững nữ nhân ở bên cạnh thấy viên cương cũng đang lắc lư phung tay lên pháp cương hộ thể cũng bảo vệ cho viên cương bốn phía rất nhanh đã rơi vào trong bóng tối có thể cảm nhận được âm thanh hạt cát đang trượt chảy ở bốn phía nam nhân lật tay để lộ ra một viên dạ minh châu mấy người mới nhìn rõ mình vẫn đang chui vào sâu trong lòng đất cát áp lực trong lòng đất đều do nam nhân chống đỡ, có pháp cương hộ thể của hắn ta gia trì, viên cương và nữ nhân đều không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Vua bỏ cạp chợt dừng lại, lòng đất đột nhiên lung lay, truyền đến tiếng vang dội, dường như vua bỏ cạp đang đập một cái gì đó. Có rất nhiều hạt cát ngăn trở, mấy người cũng không thấy rõ vua bỏ cạp đang làm cái gì, bốn phía đều bị hạt cát bao vây, chỉ có dưới chân có thể nhìn thấy vẫn đứng trên người vua bỏ cạp, đây chính là nguyên nhân ngăn cản pháp lực của nam nhân đeo kiếm. Đột nhiên ầm một tiếng, âm thanh trống rỗng truyền đến, hình như có vật gì đó bị đánh xuyên qua. Vua bỏ cạp cũng dừng lại, không còn động tĩnh nữa, đôi nam nữ đưa mắt nhìn nhau, không biết có ý gì. Vương cương dường như biết vua bỏ cạp đang làm gì, bởi vì hắn ta phát ra mệnh lệnh với vua bỏ cạp, hắn ta biết mình bảo vua bỏ cạp làm gì. Biển cát mênh mông, không chỗ an táng, hắn ta bảo vua bỏ cạp tìm một nơi tốt để an thân cho tô chiếu, cho nên hắn ta biết. Viên cương đối mặt với bức tường cát ở phía trước, đằng trước, làm phiền tôn giá mở đường. Nam nhân bảo vệ nữ nhân tiến lên mấy bước, tam hống đao trong tay đâm về phía trước, một đạo đao cương bắn ra, ầm. Xuyên thẳng qua bức tường cát, bàn tay chợt lật lại, tam hống đao rời khỏi tay, bay vút lên nhanh chóng chuyển động mang theo đao cương ngưng tụ không tiêu tan quay xung quanh, mở ra một thông đạo tối tăm ở phía trước. Nam nhân vùng cánh tay, thân hình lóe lên, thuận tay thu hồi tam hống đao, pháp cương hộ thể bao bọc mấy người vù một tiếng cùng đi vào trong lỗ đen có thể nói mang theo mấy người trong nháy mắt xuyên qua thông đạo tối tăm, có thể thấy được sự cao thâm về pháp lực và năng lực điều khiển pháp lực của nam nhân. Sau lưng truyền tới tiếng động thông đạo tối tăm sụp đổ vùi lấp. Dạ Minh Châu lơ lửng ở trước người nam nhân bắn ra, rơi vào mặt đất ở phía trước. Sàn đá, tường đá khắc hoa văn, là một không gian bí mật không hề nhỏ, hình như là một cung điện dưới lòng đất. Chương 592, cô quen biết sao? Có không ít bảo gặp lớn nhỏ nhúc nhích trong cung điện dưới lòng đất đầu tiên là nhanh chóng tuôn ra, vừa tiếp xúc với mùi của viên cương, lại tới tấp lùi xuống như nước thủy triều. Phía sau chìm trong cát, truyền đến tiếng động lăn mình hùng hồn, xa dần, mấy người có thể cảm nhận được dường như vua bỏ cạp đã lặng lẽ rời đi. Lại một tia sáng ánh lên, nam nhân đeo kiếm phóng xuất ra nguyệt điệp, nhẹ nhàng bay lượn, tăng thêm ánh sáng cho cung điện dưới lòng đất. Đôi nam nữ nhờ ánh sáng mà quan sát bốn phía, nhìn thấy trên cột đá của cung điện dưới lòng đất còn có thạch bích mà khắp nơi trên đó là những hình điêu khắc của Phật gia, trên bức tường chính nơi Nguyệt Điệp bay đến soi sáng là một bức tượng Phật khổng lồ ngồi xếp bằng trên hoa sen. Cung điện trong lòng đất này có chút cổ quái, bỏ cặp thì không nói, trên chính vị ở phía dưới bức tường chính, có đặt một hòm quan tài đá ngọc màu đen rất nặng không hề nhỏ, trên quan tài đá có chạm trổ hoa văn đám mây và hoa sen đong đưa trong gió. Có Phật đà chân dẫm lên hình vẽ đám mây ngũ sắc. Song trên quan tài đá có vết tích cạy mở, nắp quan tài tan vỡ, một nửa bị lật nằm trên mặt đất, một nửa đậy trên quan tài trên mặt đất còn có quần áo rách phía trên có thêu hoa văn tinh xảo mà cũ kỹ có thể nhìn ra cung điện dưới mặt đất này không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm rồi đôi nam nữ theo sau viên cương đi tới bên cạnh quan tài đá phát hiện ra bên trong trống không cũng không có thi hài tích lũy lớp bụi đất từ tình hình bên cạnh quan tài đá có thể nhìn ra nơi này rõ ràng rất lâu trước đây đã được người ta ghé thăm đôi nam nữ nhìn nhau dường như hiểu viên cương muốn làm gì nữ nhân nghiêng đầu ra hiệu nam nhân đưa một tay ra truyền pháp lực vào trong quan tài bụi đất trong quan tài cuồn cuộn nhưng không bay ra ngoài nhanh chóng quay cuồng tụ tập thành một quả cầu màu xám sau khi bên trong quan tài đá được vệ sinh sạch sẽ nam nhân thuận tay vung lên quả cầu xám bay ra rơi vào trong một góc của cung địa dưới lòng đất vỡ thành cho bụi viên cương cúi người cẩn thận đặt tô chiếu vào trong quan tài đá sau khi sắp xếp ngăn nắp đi tới một bên hai tay ôm một nửa nắp quan tài đang phủ lên trên quan tài đá cơ bắp toàn thân căng cứng dơ một nửa nắp quan tài lên, đậy lên trên quan tài đá. Nữ nhân thì khỏi phải nói, không có nhiều khái niệm về trọng lượng của sự vật. Nam nhân thì khóe mắt di chuyển, hắn ta nhìn ra viên cương không sử dụng pháp lực, mà một nửa nắp quan tài này sợ là nặng hơn nghìn cân, nhưng tên này lại có thể dựa vào sức mạnh thô bạo không tốn công di chuyển. Hắn ta hiểu rất rõ, đổi lại là hắn ta, không nhờ pháp lực, hắn ta đoán chừng bản thân chỉ sợ đến nhấc một góc lên cũng không làm được, chứ nói chi đến việc di chuyển. Viên cương quay đầu lại xê dịch một nửa nắp quan tài còn lớn hơn ở trên mặt đất lên, đậy lên quan tài đá, nối lại như cũ hai mảnh nắp quan tài bị đứt vỡ. Làm xong những việc này, viên cương quay đầu nhìn bỏ cạp ở trong góc của địa cung, lấy lại tam hống đao trên tay của nam nhân, lưỡi đao cắt vào lòng bàn tay, lập tức nhìn thấy máu tươi. Đôi nam nữ ngây người, nhìn chằm chằm vào hắn ta, không biết vì sao hắn ta lại tự hại bản thân. Bàn tay đầm điểm máu của viên cương đập lên trên quan tài đá, lượn một vòng trên đó, dùng máu tươi của mình bôi một vòng lên quan tài đá thì mới thu tay lại. Sau khi thu tay lại, hắn ta mới chính thức quan sát cảnh vật xung quanh cung điện dưới lòng đất. Nữ nhân thử hỏi, nàng ấy là người yêu của ngươi sao? Móc lửng, viên cương không trả lời, hắn ta không có thói quen chia sẻ hỉ nộ ái ố của mình với người lạ, người có tư cách chia sẻ hỉ nộ ái ố với hắn ta không nhiều, thế giới này càng không nhiều. Đi thôi, làm phiền đưa ta ra ngoài, nam nhân nhìn về phía nữ nhân, nữ nhân khẽ gật đầu, đi thôi. Ba người đi tới nơi bức tường cát, hai ngón tay của nam nhân chọc vào, trên bức tường cát lập tức mở ra một cửa động, thân hình lóe lên, mang theo hai người ở bên cạnh cùng chui vào. Bề mặt sa mạc ầm một tiếng cát bay tung tóe, ba bóng người chọc thủng mặt đất xuất hiện, rơi lên một gò cát. Nhìn xung quanh gò cát nhấp nhô, mình mông bắt ngát, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, nam nhân nhìn chằm chằm về phía viên cương đang lặng im không nói gì, nói an táng người ở chỗ này, sau này muốn trở lại tế bái, biển cát mênh mông, muốn tìm được vị trí này sợ là sẽ có chút khó khăn. Nữ nhân nói tiếp, người khác tìm được nơi này có lẽ khó khăn, nhưng đối với vị bằng hữu này tuyệt đối không thành vấn đề. Nam nhân thoáng ngây người, chợt phản ứng lại, cũng đúng, người ta có thể điều khiển vua bỏ cạp, vua bỏ cạp có thể đưa người ta đến một lần, đương nhiên là có thể đưa tới lần thứ hai, đúng là mình nghĩ nhiều rồi. Viên cương không lên tiếng, đưa tô chiếu trở lại thanh sơn quật, là vì tô chiếu, giờ đây tô chiếu đã đi rồi, hắn ta đang suy nghĩ mình nên đi nơi nào, hay là quay trở lại thanh sơn quận. Ánh mắt của nữ nhân rơi lên trên cây đao của hắn ta, hỏi, vị bằng hữu này, người có quan hệ gì với thượng tướng quân Hô Duyên vô hận của Tề Quốc vậy? Cái tên Hô Duyên vô hận này khiến cho viên cương ngẩng đầu lên nhìn, hỏi ngược lại, sao cô biết có liên quan đến Hô Duyên vô hận? Nữ nhân nâng cầm về phía cây đao trên tay hắn ta, cao thủ luyện khí đệ nhất tây vô tiên của khí vân tông đã từng luyện chế một thanh bảo đao, trên thân đao có ba con hổ, một là con hổ tức giận, hai là con hổ đang chạy, ba là con hổ đang nằm. Nghe nói người dùng đao chỉ cần có đủ sức mạnh là có thể chém ra tiếng hổ gầm, sức mạnh khác nhau có thể kích phát ra ba loại tiếng hổ gầm. Tây vô tiên hình như từng nói, con hổ tức giận dễ gầm rú, con hổ đang chạy im lặng, người có thể khiến con hổ đang chạy gào thét có thể đánh đầu thắng đó, người có thể làm kinh động đến con hổ đang ngủ say phải giết gào sẽ vô địch thiên hạ. Lại đưa tay chỉ vào cây đao trên tay hắn ta, nếu như ta không nhìn lầm, đao này tên là Tam Hống Đao, chính là vũ khí của Thượng tướng quân Điền Tử Tín của Tấn Quốc, Điền Tử Tín thua dưới tay Hồ Duyên Vô Hận, đao này được Hồ Duyên Vô Hận tước đoạt cất kỹ. Trận chiến này, Hồ Duyên Vô Hận đánh một trận mà thành danh, loại chiến lợi phẩm này, Hồ Duyên Vô Hận sẽ không dễ dàng tặng cho người khác, nếu như đao này thật sự là Tam Hống Đao, chắc hẳn là người quen biết Thượng tướng quân Hồ Duyên Vô Hận của Tề Quốc nhỉ. Viên Cương khá bất ngờ, không phải bất ngờ về truyền thuyết huyền diệu khó giải thích kia, mà không ngờ hô duyên vô hận lại tặng chiến lợi phẩm thu được từ chủ tướng của quân địch trong trận chiến thành danh của bản thân cho mình. Giờ đao lên ngưng mắt nhìn ta không biết lai lịch bối cảnh của cây đao này, nhưng đúng là được hô duyên vô hận tặng. Trong mắt nữ nhân có vẻ kinh ngạc, hô duyên vô hận chính là danh tướng một thời, lại có thể tặng chiến lợi phẩm cho người này, vậy thì người này hoặc là lai lịch phi phàm hoặc là rất được hô duyên vô hận tán thưởng, nếu không sẽ không thể dễ dàng tặng cho cây đao này nàng lập tức hỏi xin hỏi vị bằng hữu này có tôn tính đại danh gì người ở phương nào viên cương người yến quốc viên cương của thanh sơn quận thanh sơn quận yến quốc địa bàn của thương chiêu tông nữ nhân thoáng ngây người lại hỏi bên cạnh thương chiêu tông có một vị pháp sư đi theo tên là nghiêu hữu đạo nghe nói bên cạnh nghiêu hữu đạo này cũng có một người tên là viên cương trùng tên trùng họ với các hạ không biết bằng hữu có quen biết nghiêu hữu đạo không viên cương nghiêng đầu nhìn không ngờ đối phương lại biết mình hình như mình không có tiếng tăm lớn như vậy mà nhỉ. Hắn ta bất giác nói, như hiếu đạo là đại ca của ta, cô quen biết sao. Đôi nam nữ nhìn nhau, lời này của đối phương đã chứng minh, đây đúng là viên cương kia. mươi 593, Huyền Vi Vệ Quốc, nữ nhân nở nụ cười, danh sĩ thiên hạ giết yên sứ, có người nào không biết chứ. Phán đoán dựa vào thông tin ta nhận được, thường chiêu tông sau khi vội vã chạy trốn khỏi yên kinh có thể có được ngày hôm nay, không phải công lao của thiên ngọc môn, sau lưng đều là một tay Nghiêu Hữu Đạo giúp đỡ. Nghe nói trước đây không lâu Nghiêu Hữu Đạo lại vì thương chiêu tông thần không biết quỷ không hay vận chuyển ba vạn con chiến mã từ Tề Quốc, giải quyết tình huống cấp bách của thương chiêu tông. Dù chưa từng gặp Nghiêu Hữu Đạo này, nhưng từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của hắn, có thể nói, trong thiên hạ này, người tài trí có thể thắng được Nghiêu Hữu Đạo, không nhiều. Theo ta thấy, nhân tài mà toàn bộ Yến Quốc có thể tán tụng, chỉ riêng hai châu Nam, Bắc mỗi nơi chiếm một người, thiệu bình ba của Bắc Châu, Nghiêu Hữu Đạo của Nam Châu, Ngoại trừ hai người này, Yến Quốc không có người tài, luôn là hai người này mỗi người chiếm cứ một phương, có thể than triều đình của Yến Quốc không có khả năng dùng người. Đương nhiên viên cương hiểu rõ năng lực của Ngưu Hữu Đạo, nếu không lúc trước cũng sẽ không tuyên bố với thương thục thanh giữ lại Ngưu Hữu Đạo, chỉ là không ngờ tùy tiện gặp gỡ một nữ nhân cũng có thể nói rõ được, sợ là sẽ làm trái dự tính ban đầu của đạo gia là không phải vạn bất đắc dĩ sẽ tận lực ít xuất hiện. Có điều lời phân xét của đối phương khiến cho hắn ta có chút không thoải mái, lại đặt song song thiệu bình ba và đạo gia, liền thản nhiên hỏi, vậy theo ý cô, hai người bọn họ ai hơn một bậc? Nữ nhân cân nhắc nói, tầm mắt của thiệu bình ba hơn một bậc, mánh khóe của nghiêu hữu đạo hơn một bậc, hai người không phân cao thấp. Thấy thái độ của viên cương hình như không hài lòng, nghĩ tới việc vị này là người của nghiêu hữu đạo, lập tức lại cười bồi thêm một câu, đương nhiên, xuất thân bối cảnh của thiệu bình ba không giống, cũng lớn tuổi hơn. Nghe nói nghiêu hữu đạo mới ngoài 20, bây giờ nói ai mạnh ai yếu thì có phần quá sớm tương lai còn dài. Viên cương thờ ơ nói, tôn giá soi mói người trong thiên hạ, nữ tử như vậy cũng ít thấy, không biết tôn giá là người phương nào. Nữ nhân lộ ra vẻ khiêm tốn và thần bí, nói huyền vi của vệ quốc. Viên cương ngây người một chút, tới thế giới này lâu như vậy. Một số nhân vật lớn tên tuổi lừng lẫy của các quốc gia hắn ta hoặc ít hoặc nhiều cũng được nghe nói đến, từng nghe nói vệ quốc có một nữ nhân tên là Huyền Vi, cũng không biết có phải vị ở trước mặt hay không hắn ta ngẩng đầu nhìn con chim lông sặc sỡ đang lượn vòng trên bầu trời, đây không phải vật mà người bình thường có thể sử dụng. Quay đầu lại nói, nghe nói về quốc có một vị trưởng công chúa, cũng là nữ thừa tướng của vệ quốc, tên là Huyền Vi, không biết tôn giá có quen biết hay không. Nữ nhân gật đầu nói, chính là tại hạ, cho dù đã có phán đoán, nhưng sau khi nhận được sự xác nhận của đối phương, trong lòng viên cương vẫn kinh ngạc không ít, nghe nói vị này là tỷ tỷ của hoàng đế vệ quốc, mà hoàng đế vệ quốc có tiếng là không làm việc đàng hoàng, quyền hành thật sự của vệ quốc nghe đồn là ở trong tay nữ nhân này viên cương không biết lời đồn là thật hay giả nhưng không có lửa thì làm sao có khói tất phải có nguyên nhân một trường công chúa có thể trở thành thừa tướng của một nước đúng là có thể thấy được một nhân vật như vậy lại có thể gặp hắn ta trong tình huống như thế này khiến cho hắn ta rất bất ngờ viên cương thừa tướng vệ quốc sao có thể xuất hiện ở nơi này huyền vi có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn ta thừa tướng một nước xuất hành Bên cạnh cần phải có rất nhiều người bảo vệ mới đúng, cười nói, mới vừa đi viếng thăm các chủ lam minh của Vô Biên Các, qua biên giới quốc gia khác tới đây, cũng không tiện phô trương. Lại đưa tay giới thiệu nam nhân ở bên cạnh, đây là bằng hữu của ta, Tây Môn Tinh Không. Như vậy dường như đang nói, có người này bảo vệ là đủ rồi. Ánh mắt của Viên Cương chợt nhìn chằm chằm về phía nam nhân, người chính là đệ nhất cao thủ Tây Môn Tinh Không của Bảng Đan. Mấy trăm người trên Bảng Đan có lẽ hắn ta không nhớ nổi. Nhưng cái tên đứng hạng nhất dám chắc là nhớ được. Tây Môn Tinh không bình tĩnh nói, có một số việc nghe thì hay, nhưng không phải là thật, ta không dám cũng không có sức mạnh tự xưng là đệ nhất, chiếc mũ tầng bốc là do người khác đội lên, bảng đan xếp hạng như thế nào cũng không phải ta nói là được. Viên Cương đa tạ đã tương trợ, Tây Môn Tinh không, không cần tạ ơn, ta cũng không giúp được gì cho ngươi. Viên Cương không phải là người quá khách khí, người ta nói không cần cảm ơn, hắn ta cũng không lên tiếng nữa. Thế nhưng Huyền Vi không nhịn được muốn hỏi, viên huynh, tam hống đao vì sao lại ở trong tay huynh, sao người của Hiểu Nguyệt Các lại truy sát huynh. Viên Cương, một lời khó nói hết, Huyền Vi ồ một tiếng, đối phương đây là không muốn nói, nàng cũng không ép hỏi nữa, đổi chủ đề, viên huynh có thể chế ngự bỏ cạp sao. Viên Cương, không đến mức chế ngự, chỉ là phương pháp ta vô tình phát hiện ra trong lúc chạy trốn trước đó. Đôi nam nữ nhìn nhau, đều cho rằng Viên Cương có bí mật muốn giữ lại không thể nói ra, việc riêng tư của người ta không tiện hỏi nhiều. Huyền Vi lại đổi chủ đề, giờ viên cương huynh muốn đi đâu? Đi đâu, viên cương mù mờ, tô chiếu vừa chết, hắn ta cũng không biết mình nên đi đâu, lẩm bẩm trở về thanh sơn quận vậy. Hắn ta không phải người tự đại, trải qua phong ba này, gặp phải chắc trở, chính bản thân hắn ta cũng ý thức được, hắn ta không có năng lực khống chế thế cục phức tạp. Cho dù là thiệu bình ba mà hắn ta chướng mắt, lúc trước cho rằng người ta cũng chỉ là phàm phu tục tử, mình cũng được gọi là phàm phu tục tử, Thiệu Bình ba có thể sống rất tốt, chẳng lẽ một người có kinh nghiệm của thế giới khác như mình không làm được sao? Hiện giờ tỉnh táo suy nghĩ, năng lực của mình đúng là không bằng người ta. Khi ở bên cạnh đạo gia, rất nhiều chuyện nhìn có vẻ chỉ như vậy, nói thẳng ra cũng chỉ như vậy, nhưng thật ra thì không chỉ như vậy, đó là bởi vì đạo gia đã thuận theo để hắn ta đi làm. Theo cách nói của người có dâu, lần này nếu không phải đạo gia trước đó đã để lại một con đường lui cho hắn ta, nếu như người có dâu vừa lên liền hạ sát thủ với hắn ta, chỉ sợ không sống đến hiện tại. Mà lúc trước, hắn ta đã bảo đám viên phong chia thành tốp nhỏ trở lại thanh sơn quận. Thấy trong giọng nói của hắn ta dường như mang theo sự không chắc chắn, ánh mắt của huyền vi sáng lên, lập tức mời, liệu viên huynh có muốn cùng ta tới về quốc chơi không? Phù phương viên, Ngọc Thương đứng dưới rừng trúc, lắng nghe đầu cô tĩnh bẩm báo ở bên cạnh. Vua bỏ cạp đã cứu bọn chúng sao? Ngọc Thương nghe xong bẩm báo, quay đầu lại hỏi, dường như có chút nghi ngờ. Độc cô tĩnh nói, đệ tử cũng nghi ngờ liệu có phải mượn cớ thoái thác trách nhiệm hay không, nhưng mà bạch trưởng lão nói có nhân chứng, khi đó gặp được Tây Môn Tinh không và Huyền Vi ở trên đường, hai người đó cũng tận mắt thấy, nói hai người bọn họ có thể làm nhân chứng, nghe ngóng một chút là có thể xác minh. Ngọc Thương kinh ngạc, Huyền Vi tới sa mạc đó sao? Độc cô tĩnh, hiện trường chỉ có Tây Môn Tinh không và Huyền Vi điều khiển một con chim, bạch trưởng lão nghi ngờ là đi viếng thăm lam minh của vô biên các. Ngọc Thương đưa tay vân về dâu, suy tư khẽ gật đầu, đúng là có khả năng này, thân phận của huyền vi, theo lý cũng chỉ có khả năng này, những người khác không đến mức bảo cô ta đường xá xa xôi tự mình chạy tới đó. Lại hỏi, nói cách khác, bạch trưởng lão không giết chết tô chiếu. Độc cô tính, sống chết không biết, có điều bạch trưởng lão tin chắc đã đánh cho tô chiếu bị trọng thương. Ngọc Thương, lời ông ta đã nói, tự mình phải chịu trách nhiệm, ta mặc kệ ông ta dùng cách gì, nhất định phải xác nhận được sự sống chết của tô chiếu, chương 594, đứa con bất hiếu, độc cô tính, dạ, để tử hiểu, đây là điểm mấu chốt, thậm chí bằng mọi giá, phản đồ nhất định phải bị diệt trừ, quyết không thể buông tha. Ngọc Thương, còn có viên cương kia, phải giữ chú ý, có thể kêu gọi đại quân bỏ cạp, còn có thể điều khiển vua bỏ cạp, chúng ta thật sự đã xem thường hắn ta rồi, không ngờ lại là kỳ nhân dị sĩ, thảo nào có thể nhận được sự coi trọng của Ngưu Hữu Đạo. Loại người này, nếu như có thể, không ngại kéo hắn từ bên phía Ngưu Hữu Đạo tới đây, không phải hắn ta đã dùng khổ thần đan sao dù làm chuyện gì nhân tài vẫn là càng nhiều càng tốt độc cô tính gật đầu giả dạ, ôi đáng tiếc là lão mù chúng ta mất đi một vật quý báu khiến ta đau lòng mãi ngọc thương nắm cổ tay thở dài đối với hiểu nguyệt các không nói những người khác chỉ đối với nội bộ năng lực thiên phú dị bẩm của người mù loà đối với một số người trong lòng mang ý xấu chính là nỗi khiếp sợ có thể khiến người ta không dám vì tiện phản bội nếu không trốn đâu cũng có thể bị tìm thấy mất đi một nhân tài như người mù loà này thật sự là tổn thất không nhỏ. Nhưng mà làm chuyện đánh đánh giết giết, không ai tránh được điều bất chắc, chỉ có thể tiếc hận mà thôi. Phủ thứ sử ở Bắc Châu, một đội người ngựa dừng ở ngoài cửa phủ, thiệu bình ba chui ra khỏi xe ngựa, đứng trên càng xe nhìn xung quanh, ngẩng đầu nhìn tấm biển của phủ thứ sử, xuống xe ngựa, cuối cùng cũng bình an quay lại, cuối cùng lại được công khai lộ diện. Vừa trở lại trạch viện của mình, y còn không kịp tẩy rửa phong trần quản gia Dương Song của phủ thứ sử đã tới nghe tin. Thiệu Tam tỉnh thì cung kính hành lễ với Dương Song, mặc dù quyền lực của Bắc Châu đã bị Thiệu Bình Ba âm thầm nắm giữ, nhưng vị này mới là quản gia danh chính ngôn thuận của phủ thứ sử. Thiệu Tam tỉnh trước kia cũng là thủ hạ Dương Song một tay mang ra ngoài, sau đó mới được Thiệu Bình Ba lấy đi. Dương Thúc vội vã tới đây, có việc gì sao? Thiệu Bình Ba hỏi, Dương Song chắp tay nói, đại công tử, lão ra cho mời. Thiệu Bình Ba, toàn thân gió bụi, gặp phụ thân sẽ thất lễ, đợi ta tắm rửa xong sẽ đến bái kiến. Dương xong, lão ra kêu đại công tử lập tức qua đó. Thiệu Bình ba im lặng một lát, cuối cùng gật đầu, đi với ông ta. Nhà trong thanh tịnh đẹp đẽ, một căn nhà xây trên mặt nước ở giữa bóng rừng, Thiệu Đăng Vân chắp tay dựa vào lan can, nhìn cá nô đùa trong ao. Dương song đi tới bên cạnh bẩm báo một tiếng, lão ra, đại công tử đã đến rồi. Thiệu Bình ba cũng tiến lên hành lễ, phụ thân, nhi tử bất hiếu, khiến phụ thân vất vả rồi có hiếu bất hiếu đối với con quan trọng sao thiệu đăng vân đứng quay lưng thản nhiên nói một tiếng khiến cho hai má của thiệu bình ba giật giật thiệu đăng vân lại hỏi chuyện chiến mã đã có tin tức chưa thiệu bình ba nếu không có bất ngờ xảy ra trong vòng hai tháng có lẽ sẽ đến trong khu vực bắc châu có lẽ sẽ không xảy ra điều bất chắc nhi tử đã dày công sắp xếp còn có sự phối hợp của triệu hoàng hải vô cực trừ khi có thế lực lớn tiến công bằng không vấn đề không lớn tung hoành tách nhập bản lĩnh cháo trở giỏi thật, có con như thế, thiệu đăng vân ta tự thấy không bằng. Thiệu bình ba vội vàng khiêm tốn nói, phụ thân quá khen rồi, phụ thân mới là trụ cột vững vàng thật sự của Bắc Châu, rời khỏi phụ thân, nhi tử sợ là. Chờ thấy thiệu đăng vân bỗng nhiên xoay người nhìn lại, ánh mắt tức giật, lời nói phía sau nghẹn lại. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, thiệu đăng vân phẫn nộ nói, liễu nhi xuất giá là chuyện gì? Người làm cha này tại sao lại không biết? Đại sự kết hôn của con gái, người làm cha này vẫn còn, từ lúc nào mà đến phiên ngươi quyết định hả? Ngươi không buông tha cho mẹ con bọn chúng, lẽ nào ngay cả muội muội ruột mà ngươi cũng không buông tha sao? Qua một thời gian nữa có phải sẽ chê ta cản trở, đến ta cũng không chịu buông tha đúng chứ? Hiện tại, chuyện tái giá của anh Vương Tề Quốc không nói đến việc người trong thiên hạ đều biết, chứ hầu các nước dám chắc cũng đã chú ý đến rồi, chuyện lớn như vậy đương nhiên không thể giấu được hiệu đăng vân. Thiệu Bình Ba biết mình trở về nhất định sẽ phải đối mặt, bình tĩnh nói phụ thân nói quá lời rồi đại sự cả đời của liễu nhi người làm ca ca là con sẽ không coi là chuyện đùa nhất định phải nghĩ cho muội ấy thiệu đăng vân vung tay lên bớt nói những lời tình ý giả dối với ta đi ta hỏi ngươi trước đó vì sao không nói với ta tình ý giả dối trong lòng thiệu bình ba cũng nổi sóng song vẫn duy trì vẻ bình tĩnh chậm rãi nói không nói cho phụ thân là bởi vì biết phụ thân nhất định sẽ phản đối phụ thân xuất thân võ tướng không ưa việc cầu thân, sẽ không để con gái của mình đi cầu thân." Thiệu Đăng Vân gào thét, chẳng lẽ bây giờ ta sẽ đồng ý chắc? Thiệu Bình ba bình tĩnh, hiện tại phụ thân đã không còn tư cách từ chối nữa, một loạt các hoạt động, những lợi ích có thể nhìn thấy, phía bên Đại Thiện Sơn đã đồng ý rồi. Trước khi y đưa ra quyết định này, y đã chuẩn bị chịu đựng lửa giận của phụ thân, kết quả y hiểu rõ, cuối cùng phụ thân vẫn có thể nghĩ thông suốt, sự việc đã đến nước này Chuyện liên quan đến tính mạng bản thân và gia đình của nhiều huynh đệ dưới trướng phụ thân như vậy, cũng không thể tùy theo sự không đồng ý của phụ thân. Ta hỏi ngươi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cái chết của anh Vương phi có phải do ngươi làm hay không?" Thiệu Đăng Vân gần như chỉ vào mũi của y mà chửi mắng. Dương Song ở bên cạnh thấy cha con như thế, cũng buồn bã, không hiểu một gia đình đang rất tốt tại sao lại biến thành như vậy. "Thiệu Bình ba bình tĩnh và thẳng thắn nói, đúng vậy, Thiệu Đăng Vân giọng đau buồn nói, người coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc sao. Ta có thể nhìn ra, người khác không nhìn ra được ư. Người đây là đẩy muội muội của mình vào trong hố lửa đó. Thiệu Bình Ba cũng vẻ mặt đau khổ nói, phụ thân, xin ngươi hãy tin nhi tử, con có hại ai cũng sẽ không hại người và muội muội. Thiệu Đăng Vân, người đến cả mẹ kế và đệ đệ đều có thể giết, người kêu ta phải tin tưởng ngươi như thế nào hả? Thiệu Bình Ba đột nhiên lớn tiếng nói, Nguyễn Thị không phải mẫu thân của con, hai tên đó cũng không đệ để con bọn chúng là người nhà của người không phải người nhà của con chính người cũng tận mắt thấy rồi bọn chúng đã kề đao lên cổ của con bọn chúng không chết thì con phải chết nếu nhi sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay bọn chúng người quan tâm đến bọn chúng nhưng có quan tâm đến con đường sống của huynh muội bọn con không có phải người cảm thấy tính mạng của cả nhà bọn chúng quan trọng hơn tính mạng của huynh muội con không người hãy nói cho con biết khụ khụ người hãy nói cho con biết có phải hay không hai mắt đỏ lên tâm tình kích động che miệng ho khan một cơn thịnh nộ phát ra từ đáy lòng từng chữ gây sát thương khiến cho thiệu đăng vân như bị xét đánh lảo đảo lùi về phía sau một bước tựa vào tay vịn thiệu bình ba buông tay ra trong lòng bàn tay có máu tươi do ho ra thở dốc dương xong đưa tay này rồi lại đưa tay kia không biết nên đỡ người nào mới phải thiệu đăng vân nhìn nhi tử tuổi còn trẻ tóc đã bạc hơn nửa đầu nhìn nhi tử ho ra máu nhìn nhi tử lớn tiếng nặng giọng trước mắt mình lão dựa vào tay vịnh chậm rãi lắc đầu không nói nhưng còn hơn nói nhiều thiệu bình ba dần hít thở đều đều chợt nhận ra mình không nên nói năng như vậy với phụ thân dịu giọng lại lùi một vạn bước thiệu gia đi đến hôm nay đã không có đường lui cũng không thể lùi bước lưu Lù âm một bước là vạn kiếp bất phục ai chịu buông tha cho chúng ta yến quốc hay hàn quốc đều muốn nhổ cột tận gốc thiệu gia nếu thiệu gia sụp đổ thì phụ thân có tưởng tượng được kết cục của liễu nhi thế nào không những người đó sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra thả Liễu Nhi đi sao? Không lẽ Phổ Thân muốn thấy Liễu Nhi thành kỹ nữ thanh lâu trên phố bị người khinh nhờn? Phổ Thân, miễn thiệu ra còn đó thì không ai đụng vào Liễu Nhi được, miễn thế lực sau lưng Liễu Nhi vẫn còn thì Hạo Chân phải đối xử tốt với Liễu Nhi, dù đó chỉ là giả vờ giả vịt. Chương 595, nàng sẽ đồng ý. Phổ Thân hãy nghe Nhi Tử khuyên đi, gả Liễu Nhi cho Hạo Chân không phải chuyện xấu. Nhi Tử thật sự nghĩ cho Liễu Nhi dù sau này thiệu gia có thua mất đi thì miễn liễu nhi thành vương phi, không nói sau này không lo áo cơm, chết cũng có mặt mũi, không đến mức bị người khinh nhờn. Phụ thân, có một số việc không có cách nào, muốn nói khổ chỉ có thể nói số liễu nhi khổ, không nên sinh ra trong thiệu gia. Khi phụ thân là thần tử của Yến Quốc, phụ thân hiểu rõ kết cục của liễu nhi sẽ thế nào nếu không phản bội Yến Quốc. Bây giờ cũng vậy, thiệu gia suy sụp thì liễu nhi vẫn khó tránh một kiếp. Từ cái này Liễu Nhi sinh ra trong thiệu gia thì nhiều chuyện giả định sẵn phải đối mặt, không phải Nhi hại nàng. Vẻ mặt thiệu Đăng Vân bi thương nói, lý do, toàn là lấy cớ, tại sao ngươi không hỏi xem Liễu Nhi có đồng ý không? Ngươi nói cho nàng nghe mớ đạo lý mà ngươi nói đi, để Liễu Nhi tự mình tuyển chọn, xem coi nàng có chịu nhận vinh hoa phú quý ngươi đưa không? Thiệu Bình Ba nói, Liễu Nhi không hiểu sự đời, trước mắt không thể làm ra tuyển chọn lý trí, làm người nhà phải có trách nhiệm giúp nàng nắm chắc phương hướng. Nhi tử thà để nàng hối hận một lúc chứ không muốn khiến nàng hối hận suốt đời. Thiệu Đăng Vân cắn răng nói: Ngươi định buộc Liễu Nhi gả sang. Thiệu Bình Ba lắc đầu, Phụ thân yên tâm, quyết định là ở Liễu Nhi. Nhi tử chỉ cho nàng một sự lựa chọn chứ không bức ép nàng. Liễu Nhi đồng ý gả thì gả, nếu không chịu thì Nhi tuyệt đối không bắt buộc. Thiệu Đăng Vân, Dương Song nghe vậy ngẩn ngơ, nghi ngờ phải trang mình nghe lầm. Tính cách của Liễu Nhi sao chịu đồng ý gả đi? vị này đã bàn bạc xong xuôi với bên tề quốc sẽ chấp nhận xảy ra trục trặc ngoài ý muốn sao. Thiệu Đăng Vân hỏi dồn ngươi nói thật không, Thiệu Bình Ba nói, miễn là phụ thân đồng ý để Liễu Nhi tự lựa chọn, không quấy nhiễu quyết định của Liễu Nhi thì Nhi đồng ý với phụ thân tuyệt đối không ép nàng. Thiệu Đăng Vân chỉ vào Thiệu Bình Ba, được, đây là chính ngươi nói. Thiệu Bình Ba nói, quyết không nuốt lời, ngay lúc này Thiệu Tam tỉnh chờ ở bên ngoài bước nhanh vào bẩm báo. Lão ra, đại công tử, có tiểu thư chờ bên ngoài cầu kiến. Thiệu Đăng Vân chỉ hướng Thiệu Bình Ba, đến rồi, người tìm người đã đến, người tự giải thích đi. Nữ nhi từng khóc đòi Thiệu Đăng Vân giải thích cho ra nhẽ, nhưng lão nào biết chuyện gì xảy ra, không thể giải thích được, để nữ nhi chờ đại ca trở về làm rõ mọi chuyện rồi tính. Thiệu Bình Ba giờ nắm tay bên miệng ho khan, nghiêng đầu nói. Khụ khụ, mời vào đi, Thiệu Tam tỉnh rời đi, rõ. Chốc lát sau Thiệu Liễu Nhi xảy bước đi vào, mới qua một, hai năm nàng đã trổ mã càng đình đình ngọc lập, trông càng chính chắn hơn, bớt phần ngây thơ hồn nhiên trẻ con. Thiệu Liễu Nhi chỉ hành lễ với Thiệu Đăng Vân, phụ thân, nàng hoàn toàn bỏ qua đại ca, ngược lại hỏi thẳng. Đại ca, bên ngoài đồn rằng đại ca định gả ta cho anh vương tề quốc tái giá, có đúng không vậy? Thiệu Bình ba móc khăn tay ra lau vết máu bên môi, chậm rãi lau vệt đỏ dính trên bàn tay, bình tĩnh nói. Có chuyện đó, khi ta đi tề quốc vừa lúc hạo chân quá vợ nên ta cầu thân thay muội, Tề Hoàng Hảo Vân Đồ đã đồng ý. Lần này trở về, là báo tin vui cho muội biết, không ngờ muội sốt ruột tự tìm đến. Nghe Thiệu Bình Ba khẳng định làm lòng Thiệu Liễu Nhi lạnh lẽo, tức giận quát. Không lẽ đại ca đã quên hứa hẹn với ta? Thiệu Bình Ba liếc nàng. Hứa, hứa hẹn gì? Thiệu Liễu Nhi, đàm diệu hiển, đại ca đã hứa cho đàm diệu hiển ba năm. Đại ca nói miễn sau ba năm hắn làm ra thành tích gì thì sẽ đồng ý gả ta cho hắn. Thời hạn ba năm chưa đến nhưng tại sao đại ca nuốt lời? thiệu bình ba cầm khăn lau lòng bàn tay đàm diệu hiển liễu nhi quên người đó đi hắn không thể nào trở về tìm muội được nữa thiệu liễu nhi oán giận nói đại ca dựa vào cái gì nói hắn như vậy ta đã hứa chờ hắn ba năm thời hạn chưa đến thì ta sẽ không gả cho ai nếu dám ép ta là ta chết cho xem thiệu bình ba nói đừng nói ba năm dù chờ ba mươi năm hắn cũng không trở về được hôm các người bỏ trốn hắn rời khỏi muội thì ta nhận được tin cái tên thư sinh vô dụng không thích sự đó gặp giặc cướp tay chói gà không chặt đã chết dưới loạn đao, không về được. Thiệu Đăng Vân, Dương Song nhanh chóng nhìn Thiệu Bình ba chằm chằm, chợt hiểu ra điều gì. Thiệu Liễu Nhi hét lớn, đại ca nói nhảm, Thiệu Bình ba nói, là thật, sợ muội đau lòng nên khi đó không nói cho muội biết. Thiệu Liễu Nhi nhìn Thiệu Bình ba chằm chằm như muốn xem thấu thật giả từ khuôn mặt y, lát sau nàng nheo mắt hiểu ra điều gì. Mặt Thiệu Liễu Nhi trắng bệch, run giọng hỏi, ra cướp từ đâu đến, là đại ca làm, đại ca làm đúng không? Thiệu Bình Ba rũ khăn tay chậm rãi nhét vào ống tay áo, bình tĩnh nhìn Thiệu Liễu Nhi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng hành động này tương đương với thừa nhận, Thiệu Đăng Vân ngửa đầu nhắm mắt lại. "A, à, ta giết ngươi, đồ xúc sinh, Thiệu Bình Ba, ta giết ngươi." Thiệu Liễu Nhi đột nhiên điên cuồng nhào lên bóp cổ Thiệu Bình Ba, siết chặt như muốn nháy mắt bẻ gãy cổ y. Thiệu Bình Ba không chống cự mặc kệ Thiệu Liễu Nhi bóp cổ, vẫn bình tĩnh nhìn nàng ánh mắt gần như nhìn kẻ thù không đội trời chung của muội muội làm lòng thiệu bình ba đau nhói. Hộ vệ Đại Thiền Sơn đứng phía xa luôn chú ý tình hình bên này thì không thể mặc kệ được, đối với Đại Thiền Sơn thì giá trị của thiệu liễu nhi không bằng mốt móng tay thiệu bình ba, sao có thể để y chết vào tay nàng. Hai tu sĩ lao nhanh đến kiềm chế thiệu liễu nhi kéo ra. Thiệu liễu nhi bị kéo đi vẫn độc ác chửi rủa. Thiệu bình ba, người không chết tử tế được. Thiệu bình ba che cổ ho khan sau đó thả tay xuống phẩy nhẹ, hơi thở bình ổn rồi mới nói. Khổ khổ, Liễu Nhi, có gả đi tề quốc hay là tự muội quyết định, ta không bắt ép. Thiệu Liễu Nhi bị kéo đi vẫn phát ra tiếng gào thê lương. Thiệu Bình Ba, Thiệu Bình Ba vất vả mệt mỏi trở về bình tĩnh đứng nhìn theo, trong mắt tràn ngập đau buồn. Giọng Thiệu Đăng Vân trở nên già nua, bây giờ muội muội của ngươi cũng xem ngươi như kẻ thù, ngươi vừa lòng sao. Thiệu Bình Ba đưa lưng hướng Thiệu Đăng Vân, đàm diệu hiển chỉ là khách qua đường đối với nàng, sẽ là hồi ức không biết là tốt hay xấu khi nàng tuổi già, một đoạn quá khứ không đại biểu cả đời được. Nàng được phụ huynh che chở luôn sống không âu lo, không thấy con đường xa hơn của mình, trước mắt chỉ biết tình yêu nam nữ, Nhi hiểu hết những điều này. Chờ nàng gả đến tề Quốc, khi nàng thật sự trải qua một ít vinh nhục, chờ khi nàng có nhi nữ của mình thì sẽ hiểu thứ mình cần là gì. Khi đó nàng sẽ không hận đại ca này nữa, sẽ cần nhi giúp nàng. Thiệu Đăng Vân cười phá lên, về sau, người cảm thấy nàng như vậy còn chịu đồng ý gả đi Tề Quốc sao? Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại, ở trong thiệu gia thì nàng có năng lực báo thù sao? Không hận Nhi thì nàng sẽ đồng ý gả qua tề quốc sao? Nhi nhìn muội muội này từ nhỏ đến lớn, rất hiểu nàng. Nàng sẽ đồng ý, nàng muốn nhờ vào lực lượng của Hạo Trân báo thù. Sau khi gả cho Hạo Trân chắc chắn nàng sẽ hết mực lấy lòng hắn, muội muội của Nhi không dễ ăn hiếp, nàng sẽ làm rất tốt, sẽ sống tốt với Hạo Trân. Phụ thân không cần lo nàng ở bên kia khóc nháo, nàng sẽ rất hiểu chuyện đêm nay nàng sẽ nghĩ thông, ngày mai tìm đến phụ thân biểu minh đồng ý gả đi tề quốc. Hy vọng phụ thân giữ lời hứa đừng ngăn cản, dương song trợn mắt há hốc mồm nhìn thiệu bình ba, thiệu đăng vân xoay tròn mắt, rốt cuộc đã hiểu tại sao thiệu bình ba nói tuyệt đối không bắt ép thiệu liễu nhi, hèn gì dám tự làm chủ cầu hôn với tề hoàng. Thiệu đăng vân lo lắng nói, ngươi đã biết nàng muốn báo thù mình thì không sợ tương lai nàng ở bên tề quốc làm khó dễ hỏng chuyện của ngươi sao. Trường 596, tội và nhiệt Thiệu Bình Ba xoay người lại, Hạo chân không phải hạng người tầm thường, rõ ràng chính mình muốn cái gì, phân rõ nặng nhẹ, sao có thể tùy vào Liễu Nhi sằng bậy. Chuyện lớn thiên hạ không cho phép Liễu Nhi làm càn, vẫn câu cũ, thời gian lâu nàng sẽ dần hiểu ra, sẽ cần đại ca này giúp, khi đó làm gì còn hận. Nếu có một ngày nàng có cơ hội thành mẫu nghi thiên hạ trong tề quốc, sớm muộn gì nàng phải làm ra lựa chọn tương tự cho nhi nữ của mình, một đàm diệu hiển tầm thường còn quan trọng với Liễu Nhi sao? Phụ thân đừng bận tâm chuyện này nữa, việc hôn sự của Liễu Nhi cứ giao cho Nhi xử lý. Thiệu ra không có đường lui, phụ thân làm người tốt, còn kẻ xấu để Nhi làm, tất cả tội và nghiệt để mình Nhi gánh vác. Thiệu Bình Ba nói xong xoay người bước đi, Thiệu Đăng Vân nhìn Nhi tử giã cứng cánh không thể níu giữ nữa, lão thật sự bất đắc dĩ. Thiệu Đăng Vân bất đắc dĩ mà bi thương nói, ta nhớ khi người còn nhỏ thông tuệ hơn người, ngoan ngoãn nghe lời, tại sao biến thành như bây giờ. Thiệu Bình Ba dừng bước, im lặng một lúc rồi đứng đưa lưng hướng Thiệu Đăng Vân, hỏi ngược lại. Phụ thân nhiều lần hỏi Nhi tại sao Nhi biến thành như vậy, cho đến nay tại sao không hỏi xem Nhi trải qua cái gì. Thiệu Đăng Vân nói, người từ nhỏ không lo áo cơm, có từng để ngươi gặp chuyện gì không chịu nổi. Đó chỉ là thứ phụ thân thấy, từ khi phụ thân cưới Nguyễn Thị, Nguyễn Thị sinh Nhi tử của mình ra, mụ ta giả vờ rất giỏi trước mặt phụ thân, nhưng phụ thân không thể tưởng tượng Nhi đã trải qua bao nhiêu điều khuất nhục, năm đó phụ thân theo ninh vương một mình cứu giá rất nhiều người nói phụ thân không về được nữa nguyễn thị càng đối xử khắt khe chỉ vì liễu nhi nhỏ tuổi vô tình làm vỡ một cái bát mà nhi và muội muội bị nhốt vào hầm lạnh lẽo ẩm ướt âm u liễu nhi quá nhỏ không hiểu gì chỉ biết khóc nhi ôm nàng nhi cũng sợ vì có người ném nhiều con chuột vào hầm nhi bịt mắt liễu nhi lại ngay nàng la đói không ai cho chúng ta cơm ăn phụ thân có biết nhi và liễu nhi làm sao sống sót không con chuột dựa vào ăn tươi nuốt sống chuột mới chống chọi tới lúc nghe tin phụ thân trở về. Con chuột, con người thiệu đăng vân nở to, Nguyễn Thị có thể làm ra chuyện như vậy. Lão hơi khó tin, nhưng mẫu tử Nguyễn Thị đã chết, thiệu bình ba không cần lôi người chết ra đặt chuyện. Thiệu đăng vân hít thở dồn dập hỏi, nếu có chuyện như vậy tại sao khi ta trở về ngươi không nói cho ta biết? Thiệu bình ba vẫn đưa lưng hướng thiệu đăng vân, nói cho ngài, nói như thế nào, nhi chưa từng nói với phụ thân về Nguyễn Thị sao? Nguyễn Thị một câu dạy dỗ như hài tử ruột của mình, lau nước mắt nói kế mẫu khó làm, nói gì mà không gian dạy chúng ta thì bị người nói, dạy dỗ nghiêm khắc cũng bị trách móc. Phụ thân nghe vậy rất đồng ý, hoàn toàn ủy quyền chuyện trong nhà cho Nguyễn Thị. Nhi nói với phụ thân có ích gì, lúc chịu thiệt thòi không chỉ một lần nói cho ngài biết nhưng Nguyễn Thị bảo Nhi nói dối, đám hạ nhân đều làm chứng rằng Nhi nói dối, thế là phụ thân cho rằng Nhi không học tốt cố ý nói dối. Phụ thân đã quên khi đó dùng ra pháp dạy Nhi thế nào sao? khi nương còn sống ngài sẽ không làm chuyện như vậy với Nhi. Lần đó phụ thân trở về rồi Nhi hy vọng có người nói chuyện này cho ngài biết, nhưng không một ai nói ra huynh muội chúng ta trải qua chuyện này. Nguyễn Thị là chủ mẫu của thiệu gia, phụ thân hết sức yêu thương mụ, dù mụ làm sai chút gì thì phụ thân sẽ bỏ nàng sao. Không, song chuyện Nguyễn Thị vẫn là chủ mẫu của thiệu gia, bọn hạ nhơ có ai dám đắc tội mụ. Ai dám nói cho phụ thân biết chúng ta trải qua cái gì. Phụ thân không phát hiện sao, từ khi mẫu thân chết, hạ nhân hầu bên cạnh mẫu thân khi còn sống lần lượt bị nguyễn thị tìm lý do đá ra ngoài trong thiệu phủ có tìm được một người hầu nào mà mẫu thân của nhi để lại không không ai nói giúp cho chúng ta nguyễn thị nói nhi sai mọi người cùng nói nhi sai vì vậy phụ thân cho rằng nhi thật sự sai cái lần suýt chết trong hầm làm nhi hoàn toàn hiểu thấu không có thực lực mà cứ làm ầm ý thì có hôm chết thế nào cũng không biết trước khi mẫu thân lâm chung dặn nhi phải chăm sóc tốt cho muội muội nên nhi phải sống sót sau đó Nhi tỏ ra yêu thế trước mặt Nguyễn Thị, nhẫn nhục nhục chịu đựng sống tạm, nịnh hót đủ điều. Thật ra đồ ngu kia không khó nịnh, chẳng qua ban đầu Nhi không định rõ tâm thái. Chờ khi Nhi có thực lực, có cơ hội thì phụ thân đoán xem Nhi làm cái gì. Chuyện đầu tiên là Nhi gạt bỏ cánh chim bên ngoài làm việc cho Nguyễn Thị. Tất cả thành viên gia tộc của Nguyễn Thị ngoài Thiệu phủ đều không bỏ sót người nào, Nhi nhốt họ vào hầm đặc biệt chế tạo cho họ, rồi thả vô số con chuột đơ soi lả vào trong để chúng nó cắn họ thành xương trắng sau đó giả bộ điều tra được địa điểm xảy ra vụ án, cho Nguyễn Thị tự mình nhận lãnh sát người nhà. Nguyễn Thị nhìn thoáng qua liền biết là Nhi làm, nhưng mụ không dám nói lý do nghi ngờ ta, không dám nói ra huynh muội chúng ta từng gặp đãi ngộ tương tự. Từ ngày đó trở đi Nhi thấy nỗi sợ trong mắt Nguyễn Thị, thái độ đối với huynh muội Nhi có sự thay đổi. Nhưng Nhi không tha cho mụ, sẽ không cho mụ có cơ hội phản công. Trước tiên chặt sạch trợ giúp bên ngoài của Nguyễn Thị, không có bên ngoài giúp đỡ thì mụ chẳng là gì sau đó nhi lập tức thanh tẩy bên trong thiệu ra một sự cố đi ra ngoài làm việc giết chết một đám thiết kế vụ án ăn cắp liên lụy rất rộng xử lý một đám còn lại số sốt hít thì về sau lần lượt than hí từ đấy ba mẫu tử bị nắm chặt trong tay nhi làm việc phải nhìn sắc mặt của nhi nhi vốn nghĩ tình của phụ thân chỉ định cho họ chịu đủ dày vò chứ không giết ai ngờ bọn họ xuống tay với nhi trước nhi không còn cách nào khác là diệt cả ba nghe đến đây thiệu đăng vân đã tô dòng Hiểu rồi, lão đã hiểu những lộn xộn trong thiệu gia năm đó là vì sao. phổ thân, khi đó Liễu Nhi còn nhỏ không rõ xảy ra chuyện gì, đừng nói cho nàng biết chuyện trong hầm, đừng để nàng biết mình từng ăn cái gì trong đó. Nhi tử cáo lui trước, thiệu bình ba bỏ lại câu cuối rồi bước đi, từ đầu tới đuôi y đưa lưng hướng hai người, không quay đầu. Thiệu Đăng Vân khóc nức nở dựa vào cây cột, liên tục đâm cột. Dương song, năm xưa ngươi không phát hiện chút gì những chuyện này sao? Dương song cũng khóc, lão ra, có phát hiện một chút nhưng lão ra gia giao quyền lớn trong nhà cho phu nhân, tất cả chuyện trong nhà một tay phu nhân khống chế, hạ nhân không vừa ý đều bị phu nhân đuổi đi, không ai nói thật với lão nô. Phu nhân là chủ mẫu, lão nô là hạ nhân, chuyện không có chứng cứ thì bảo lão nô nói thế nào. Lão nô chỉ có thể cố gắng che chở đại công tử, tiểu thư một chút tránh cho có người làm quá mức. Nếu không vì thế thì khi đại công tử làm trận thanh tẩy trong thiệu gia đã không bỏ qua cho lão nô. Chuyện hầm thì lão nô thật sự không biết, năm đó lão gia đi theo ninh vương cứu giá, lão nô cũng lĩnh gia đình có thể dùng đi cùng. Lão gia cũng biết lão nô không có trong nhà, nếu không thì phu nhân đã chẳng dám làm quá đáng như thế. Thiệu đăng vân gào khóc liên tục đập đầu vào cột, trời ơi, ta đã tạo nghiệt gì thế này? Ngoài sân, thiệu bình ba thấy Trung Dương húc đi vào liền hành lễ. Trung Dương húc hỏi, nghe nói mới rồi liễu nhi bị kéo đi, hai phụ nữ kia có chỉ thích ngươi vì việc suốt gái không? Trung Dương Húc nghe tin chạy tới đây là định khuyên nhủ Thiệu Đăng Vân, Dù sao cách làm của Thiệu Bình Ba phù hợp ích lợi của Đại Thiền Sơn. Thiệu Bình Ba nói, không sao, bọn họ sẽ nghĩ thông, sẽ suy nghĩ vì Đại Cục. An toàn gần đây của Liễu Nhi cần nhờ Đại Thiền Sơn trông chừng. Ta lo Yến Quốc hoặc Hàn Quốc sẽ phá hư cuộc nguyên nhân này. Trung Dương Húc nói, chuyện đó thì ngươi yên tâm. Sau khi nhận tin tức của ngươi là Đại Thiền Sơn phái thêm người đến đây canh giữ rồi, sẽ không để muội muội của ngươi xảy ra chuyện chương 597, trở về. Thanh Sơn quận, một con chim to bay tới xoay quanh bên trên nhà tranh Sơn Trang dẫn đến tu sĩ vùng này cảnh giác cao độ. Như hữu đạo, quản phương nghi cũng bị kinh động ló mặt ra ngước nhìn. Con chim lớn xoay quanh rồi giảm thấp độ cao, khi cách mặt đất mấy trượng có một người nhảy xuống, con chim đập cánh bay vút đi xa. Quản phương nghi không biết người đến là ai, như hữu đạo cười bước lại gần, nhóm đoạn hổ cũng đi qua thế là quản phương nghi chạy theo xem người đến không ai khác hơn là viên cương khi nghiêu hữu đạo đi hướng viên cương cũng ngước đầu nhìn chim to bay xa đám người đoạn hổ chào hỏi viên ra quản phương nghi nghe xưng hô biết đại khái là ai bà có nghe bên này nói về viên cương nhưng chưa gặp mặt bao giờ hứa lão lục kéo tay áo quản phương nghi lại nhỏ giọng nói đại tỷ ta từng gặp lão bản an thái bình của đậu hủ quán tề kinh phù phương viên làm mua bán việc quan trọng là phải quen biết nhiều người sau khi đậu hủ quán nổi tiếng ở tề kinh thì phù phương viên đi xem ngay hứa lão lục từng gặp viên cương không có gì lạ quản phương nghi ngạc nhiên vụt quay đầu nhìn viên cương an thái bình là viên cương an thái bình dược hô diên ra xem trọng chính là gian tế nghiêu hữu đạo sắp xếp quản phương nghi không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra tội danh biên quân vu hãm hô diên vô hận chắc chắn là giả viên cương gật đầu với đám người đoạn hổ sau đó nhìn hướng nghiêu hữu đạo đạo gia nghiêu hữu đạo khẽ ừ ngước cầm lên hỏi Ai đưa ngươi đến, viên cương liếc lên trời, đáp, ta cũng không biết là ai. Như hiểu đạo chậm rãi nhìn lại viên cương, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi đừng nói cho ta biết người khống chế loài chim như vậy rảnh rỗi đón khách đại ven đường, người có sức hấp dẫn lớn vậy sao? Viên cương trả lời, là huyền vi của vệ quốc đưa ta đến vô biên các, không biết xếp đâu ra một con chim đưa ta trở về. Khi huyền vi mời đi vệ quốc vừa lúc viên cương hoang mang không biết đi đâu, hơi dao động chút, nhưng viên cương biết rõ thừa tướng một nước sẽ không bỗng dưng đưa ra lời mời, chắc chắn có mưu đồ gì. Khi đụng chuyện, đối mặt người dính líu hút mắt ích lợi chưa chắc viên cương ứng đối được, rất có thể sẽ chuốc rắc rối cho đạo gia, nghĩ thông điều này nên gã từ chối. Thật ra Huyền Vi không chỉ nhìn chúng Viên Cương còn định qua gã lôi kéo nghiêu Hữu Đạo đi về quốc. Viên Cương từ chối làm Huyền Vi thấy đáng tiếc, nhưng chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, thế là vòng về vô biên các, đưa Viên Cương đến các rồi cho một con chim đưa gã về. Huyền Vi sẽ không vất vả đường xa tự mình đưa viên cương đến Thanh Sơn quật, nàng là thừa tướng một nước, bận rộn giải quyết nhiều việc, phân phối thời gian đều đã sắp đặt kỹ. Khi chia tay nhau ở vô biên các họ mời lẫn nhau khi nào có rảnh thì ghé chơi, sẽ chiêu đãi đối phương nhiệt tình. Huyền Vi cố ý nhắc viên cương nhớ kêu Ngưu Hữu Đạo đi cùng. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, Huyền Vi của vệ quốc, cái tên này vừa lạ vừa quen, Ngưu Hữu Đạo nghi ngờ hỏi. Người nói đến không lẽ là nữ thừa tướng của vệ quốc? Viên cương nói, đúng là nàng trùng hợp gặp nhau bên người nàng còn có tây môn tinh không cao thủ đệ nhất bảng danh sách mọi người ngạc nhiên nghe ngơ ngác ngó nhau người bình thường muốn gặp thân phận như huyền vi còn không được chứ đừng nói tình cờ gặp gỡ như hữu đạo cũng thấy lạ sao người gặp được nàng viên cương nói việc này nói rất dài dòng có chút chuyện viên cương không muốn nói trước mặt nhiều người như hữu đạo nhìn viên cương từ trên xuống dưới nếu dài dòng thì lát nữa nói sau mà sao mặt đỏ vậy Viên cương kéo tay áo lộ ra nguyên cánh tay đỏ rực. Cả người đều đỏ, chờ chút nói. Nghiêu hiểu đạo khẽ ừ, không nói nhiều nữa, vung tay lên. Đi tắm trước, viên cương rời đi, quản phương nghi dơ quả tròn chặn đường viên cương lại, biết rõ còn cố hỏi. Trông lạ mặt quá, xưng hô thế nào đây? Khóe mắt viên cương liếc qua, giơ tay đẩy tay bà ra, lười không thèm đáp lại, cõng đại đao xải bước đi. Quản phương nghi xoay tròn mắt sau đó giận dỗi nói. Loại người gì vậy, có biết lễ độ không? Nghiêu hữu đạo cười thầm, viên cương trở lại làm hắn như chút được gánh nặng, thầm thở phào nhẹ nhõm, trở về là tốt rồi. Đám người đoạn hổ cũng cười, quản phương nghi không biết con người của viên cương chứ họ thì rất hiểu. Làm bộ dáng nữ nhân yêu đuối trước mặt viên cương là vô dụng, gã không ham. Chốc lát sau viên phương nghe tin chạy đến, cố ý đi thăm viên cương sau đó rời khỏi sơn trang, sai người chuẩn bị rượu và thức ăn. Thương Thục Thanh rất nhanh nghe tin tìm đến, nhưng viên cương đang tắm, nàng không thể giống viên phương xông thẳng vào phòng xem. Quản phương nghi đã nhìn ra viên cương là nhân vật trung tâm chỗ này từ thái độ người theo bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo. Khi Nhiêu Hữu Đạo thấy thương thuộc thanh thì nêu yêu cầu nhỏ. Quận chúa cho mượn cầm dùng một chút, thương thuộc thanh ngạc nhiên, nàng chưa từng thấy Nhiêu Hữu Đạo đụng vào nhạc khí gì, nhưng từng nghe viên cương nói hắn biết chơi nhiều loại công cú nhạc. Thương thuộc thanh hơi thắc mắc về điều này, nàng tương xem qua hoàn cảnh đào hoa nguyên nhưng không thấy bên trong có nhạc khí gì, thôn miếu nhỏ đó có điều kiện này sao? Bên họ ôm nhiều thắc mắc về xuất thân của Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương. Một người ban đầu tố chất các mặt cao hay thấp liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành, thứ hai người hiểu biết hơi khác với lẽ thường. Mặc dù bất ngờ nhưng Thương Thục Thanh vẫn vui vẻ đồng ý, nàng muốn lĩnh giáo cầm nghệ của hắn, hiếm khi hắn chủ động thế này. Một cây cầm được ôm đến, Ngưu Hữu Đạo nhận lấy, đi lên tầng đỉnh An Học Các. Chốc lát sau lầu các quanh quẩn một tiếng cầm, tinh, tiếng kéo cầm như mở màn nước suối ngày đông. Thương thuộc thanh nghiêng tai lắng nghe, quản phương nghi loanh quanh trong viện cũng ngừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn hướng lầu. Giai điệu chưa từng nghe, loại đàn cổ này thường chú trọng ý cảnh nhưng tiếng đàn trên lầu thiên hướng dùng tiếng nặng chỉnh thiết tấu ra bài nhạc, tạo cảm giác khác. Điệu nhạc làm thương thuộc thanh nhớ đến bài cuồn cuộn trường giang đông nước chảy mà năm xưa viên cương đọc, phối hợp với nhạc này rất khớp, ý cảnh càng rõ ràng hơn trong lòng nàng. Quản Phương Nhi nói với Thương Thục Thanh, nghe hay nhưng hơi lạ, không nhìn ra cái tên một bụng ý xấu mà biết cũng có chiêu như vậy. Thương Thục Thanh chậm rãi niệm theo tiếng đàn cầm, cuồn cuộn trường giang đông nước chảy, sóng hoa đào tận anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không, núi xanh còn đó, mấy độ trời chiều, người đánh cá tóc bạc lênh đênh trên sông xem trăng thu gió xuân. Quản Phương Nhi ngừng phẩy quả tròn yên lặng nghe Thương Thục Thanh đọc thơ, lắng nghe tiếng đàn trên lầu, kết hợp cả hai lại mới biết đây là lời và nhạc hoàn chỉnh. Thương thuộc thanh niệm xong im lặng, quản phương nghi lầm bẩm chứng chạc, không có tinh thần phấn chấn, không giống như người trẻ tuổi. Thương thuộc thanh buồn bã, nghe nhạc thay tiếng lòng, nàng nghe ra vị đạo gia này không hứng thú với vương hầu bá nghiệp của huynh muội họ, những gì hắn làm không phải là điều hắn mong muốn. Viên cương tắm xong rượu và thức ăn cũng bưng vào lầu các. Viên phương dựa vào lan can lầu các gật gù nghe nhạc. Viên cương lên lầu nhìn bóng lưng như hữu đạo, mím môi. Đã lâu không nghe đạo gia đánh đàn, gã biết vì gã trở về khiến đạo gia vui vẻ nên mới có nhã hứng như vậy viên cương nghe hiểu ý bài này trải qua một số chuyện làm gã hô y hối hận đạo gia là người đánh cá tóc bạc lênh đênh trên sông xem trăng thu gió xuân trong bài nhạc viên cương hối hận lúc trước không nên kéo đạo gia xuống nước khiến hắn bị cuốn vào những thị phi này viên cương đến gần viên phương dặn dò xuống lầu canh chừng đừng để người ta lên viên phương nghe lời xuống lầu rõ trước khi xuống lầu viên phương ngoái đầu liếc viên cương một cái không hiểu sao vốn đã sợ viên cương, giờ viên cương về toát ra khí thế càng nặng nề hơn. chương 598, Nhiêu Hữu Đạo kêu ngươi đến. Viên cương lên tiếng làm tiếng cầm ngừng bật, Nhiêu Hữu Đạo thôi đánh đàn. Nhiêu Hữu Đạo đứng lên đi tới bên bàn bày rượu và thức ăn, ngoắc tay. Còn chờ ta mời ngươi sao? Viên cương ngồi xuống đối diện Nhiêu Hữu Đạo, cầm bình lên rót rượu cho hắn. Đạo ra, ta đã sai. Tiếng xin lỗi này có hai nghĩa, một là vì không nên kéo đối phương xuống nước, hay là không nghe lời khuyên của hắn hại chết Tô Chiếu. Nghiêu Hữu Đạo nói, là ngươi quyết tâm muốn đứng về phía huynh muội thương thị, ngươi không phải loại người bỏ dở nửa chừng. Chẳng qua ngươi dùng cách của mình cố gắng, ngươi sẽ không bỏ mặc tất cả tại đây, ta biết sớm muộn gì ngươi sẽ trở về. Tóm lại bình an trở lại là tốt rồi, chuyện khác không quan trọng. Viên Cương nói, là lỗi của ta, đạo gia vốn nên nhàn vân giã hạc, lúc ở Nam Sơn tự lẽ ra không nên kéo đạo gia vào. Nghiêu Hữu Đạo phẩy ta ngươi nghĩ nhiều quá ta chỉ muốn sống tự do nhưng trong loạn thế này cứ né tránh mãi thì không được miễn ta còn dục vọng tu luyện thì không thể thoát khỏi muốn làm nhàn vân giã hạc phải có tư cách mới được sớm muộn gì sẽ bị cuốn vào giờ nói những chuyện này không ý nghĩa gì ta nghe nói bạch vân gian bên tề quốc bị xét tiệm đóng cửa đậu hủ quán cũng bị bao vây ngay hôm đó ta không liên lạc được ngươi có phải xảy ra chuyện gì rồi không khi nghe tin tức bên tề kinh thì nghiêu hữu đạo rất sốt ruột nhưng nôn nóng vô ích không cách nào liên lạc với viên cương. Giờ thấy viên cương tay chân lành lặn trở về như hữu đạo mới nhẹ lòng. Viên cương nói, tô chiếu đã chết, như hữu đạo kinh ngạc hỏi, ngươi giết, viên cương nói, gần như vậy, bị ta hại chết, nghe là lạ, như hữu đạo nhướng mày nói, là thế nào, sau khi đạo ra đi ta liền tìm đến bạch vân gian. Viên cương kể tỉ mỉ mình đi gặp tô chiếu, lên giường với nhau, sau đó chúng độc khổ thần đan. Cuối cùng gã gặp nạn trong sa mạc đơn độc trở về. Biểu tình của nghiêu hữu đạo nhiều màu, huynh đệ này biến Tô Chiếu thành nữ nhân của gã, đây là chiêu mỹ nam kế. Nhưng không giống phong cách của viên cương, khổ thần đan không có hiệu quả với gã, viên cương tu luyện ngạnh khí không có thể giải được độc của khổ thần đan. Thực lực hiện tại có thể đấu cứng với tu sĩ kim đan kỳ truy sát gã, còn có thể triệu hoán xa hạt khống chế hạt hoàng, thật ảo. Không ngờ sau khi viên cương rời khỏi mình trải qua nhiều chuyện như vậy, nghiêu hữu đạo nốc một ly rượu an ủi tim đập nhanh. Ngư hữu đạo buông ly rượu xuống lại than dài hắn biết chuyện của tô chiếu kích thích đôi chút đến viên cương không biết nên nói cái gì nói thật thì nếu viên cương không xảy ra quan hệ đó với tô chiếu nếu nghiêu hữu đạo có cơ hội chưa chắc sẽ bỏ qua cho nàng ta nữ nhân này đi theo thiệu bình ba không làm chuyện tốt gì trong số những người gây rắc rối cho hắn ở tè kinh có phần của tô chiếu nhưng tô chiếu vì viên cương mà phản bội hiểu nguyệt các nằm ngoái dự đoán của ngư hữu đạo nghiêu hữu đạo cười khổ nói hầu tử sức hấp dẫn của ngươi thật lớn, nói thật cho ta biết đi, có phải Hải Như Nguyệt cũng có gian díu với ngươi? Viết thư qua lại với bên này thường hay quanh co lòng vòng nhắc tới ngươi. Không có, hơi có dây dưa chút nhưng ta không hứng thú với nàng. Có điều nàng và Ninh Vương thương kiến bá có gian díu. Viên cương kể việc Hải Như Nguyệt nói cho gã nghe quá khứ của nàng và thương kiến bá. Nghiêu Hữu đạo nghe xong càng rõ ràng, nữ nhân này chắc chắn có ý với hầu tử. Nghiêu Hữu đạo cười xòa, mặt đỏ chút cũng tốt, tránh cho được nhiều nữ nhân thích. Nghiêu Hữu Đạo nói thật lòng, Viên Cương mặt đỏ không đẹp trai như xưa, hơi kỳ quặc. Hai người tán dốc một lúc rồi Nghiêu Hữu Đạo giơ tay chỉ một hướng, thấy nấm mộ dưới đỉnh núi bên kia không. mới thêm. Viên Cương nhìn theo, trước kia không có mộ đó, thắc mắc hỏi. của ai vậy? Nghiêu Hữu Đạo lạnh nhạt nói, Hắc mẫu đơn. Viên Cương giật mình, xảy ra chuyện gì? khi Từ Tề quốc trốn trở về gặp chút rắc rối. Nghiêu Hữu Đạo kể lại tình huống khi đó rồi khẽ thở dài. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng vậy, mưa cũng thế, hai ta đã nhìn quen sống chết. Chuyện của tô chiếu buông được thì buông, không quên được thì để trong lòng. Người sống và người chết đều không có ý nghĩa gì, như người nói phải làm chuyện có nghĩa, người sống làm chút chuyện có nghĩa cho người chết là tốt hơn hết. Ta tin tưởng ngươi không phải loại người chìm trong bi thương đau xót mãi. Viên cương nói, tô chiếu phản ra hiểu nguyệt các vì ta, sợ là sẽ gây rắc rối cho ngươi. Như hữu đạo nói, tô chiếu đã chết, việc đã trôi qua, ta sẽ nói với bên hiểu nguyệt các sau. Chuyện nhỏ bình thường cỡ này ta dàn xếp được, không rắc rối gì. Hai người nói trước chuyện khác, như hữu đạo đặc biệt hỏi tình huống của huyền vi. Nhóm viên phong còn chưa về, tuy viên cương rút lui chậm nhưng nhờ huyền vi ngược lại về thanh sơn quận trước nhất. Trích tinh thành, yêu nguyệt khách điếm, lệnh hồ thu dẫn hồng tụ, hồng phất ra khách điếm. Tuy ba người bị trục xuất hiểu nguyệt các nhưng nhiều năm qua có để giành được đôi chút, đủ để ở trong yêu nguyệt khách điếm. Ba người loanh quanh trong trong thành sau cùng đến trước một bức tường chiếu, bên trên viết năm chữ, bảng tà ma ngoại đạo, bên dưới rậm rạp viết tên và lai lịch. Có tên trên bảng danh sách đều là người phá hoại quy định của giới tu hành, tu sĩ trong thiên hạ cùng chu. Khai sơn lập phái không không dễ, bọn họ có thể lấy ra tiền bạc nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ thì hơi khó. Ba người vốn định bỏ tiền mua 30 nhiệm vụ từ tay người khác, nhưng đám tán tu này không ai chịu, dù sao nhiệm vụ của họ đổi bằng mạng sống, sao có thể dễ dàng bán đi, Quan trọng là lệnh hồ thu muốn có quyền chủ đạo tuyệt đối sau khi sáng lập môn phái, thấy bị người ta cản tay nữa, tuy nhiên điều kiện này rất khó chấp nhận. Ba người đi vô biên các trước, nhưng không thành công, họ đến chiếc tinh thành tìm cơ hội nhưng kết quả giống nhau, hoặc là ra gái cao đến nỗi lệnh hồ thu không chấp nhận được, vượt qua túi tiền của y. Thứ người ta đổi bằng mạng sống tất nhiên sẽ không bán vĩa. Lệnh hồ thu nghĩ tới nghĩ lui quyết định tự tay hoàn thành nhiệm vụ trên bảng tà ma ngạo đạo. Ở trong hiểu nguyệt các nhiều năm, lệnh hồ thu được tài nguyên trong các nâng đỡ không phải không thu hoạch mấy năm nay cũng kết nối nhiều nhân mạch có thể cung cấp tiện lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ ba người chép hết tên trên bảng rồi về khách điếm sàn lọc nhiệm vụ trên đường đi hồng tụ nhỏ giọng nói tiên sinh chúng ta bị người theo dõi cơ mặt lệnh hồ thu căng cứng không hé răng ba người nhanh chóng về khách điếm ai ngờ người theo dõi họ cũng vào theo hành lang ngoài phòng lệnh hồ thu bỗng xoay người nhìn người kia hỏi bằng hữu có chuyện gì không người kia kéo mặt nạ giả xuống. Ba người lệnh hồ thu ngây ra, người đến không phải ai khác, là đoạn hồ theo bên cạnh như hữu đạo, họ từng gặp qua người này. Sau cùng đoạn hồ theo họ về phòng, trong phòng, không ai bưng trà lên cho khách, lệnh hồ thu ngồi trên ghế không nóng không lạnh hỏi. Như hữu đạo kêu người tới, đoạn hồ móc một chiếc túi gấm ra đặt lên bàn. Đạo gia biết lệnh hồ tiên sinh gặp chút khó khăn nê phái ta dâng vật này lên, hy vọng có thể giúp đỡ tiên sinh. Ta không cần hắn giúp gì, ngoài miệng lệnh hồ thu nói vậy nhưng ánh mắt ba chủ tới liếc hướng túi gấm đặt trên bàn đoạn hổ hỏi sao tiên sinh không mở ra xem thử lệnh hồ thu hỏi cái gì đoạn hổ nói mấy huynh đệ chúng ta trước khi đi theo đạo gia cũng từng có cuộc sống tán tu từng muốn khai tông lập phái nhiệm vụ trên bảng bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ đều nằm ở bên trong năm đó bọn họ đi theo nghiêu hữu đạo vốn định bán những nhiệm vụ này đi nhưng bị nghiêu hữu đạo cản lại ý của nghiêu hữu đạo là không cần gấp đổi tiền Thứ đổi bằng mạng sống đừng dễ bán đi, hãy giữ lại, không ngờ giúp cho lần này. Chương 599, nên nhịn thì phải nhịn một. Ba phái Lưu Tiên Tông đều có cửa hàng của mình trong Vô Biên Các, Lệnh Hồ Thu là huynh đệ kết nghĩa với Nhiêu Hữu Đạo, giới tu hành đều biết điều này. Tin đồn Lệnh Hồ Thu đi Vô Biên Các truyền ngay về cửa hàng ba nhà. Sau khi Nhiêu Hữu Đạo biết chuyện thì chú ý xem ba người làm gì, phát hiện ba chủ tớ tiếp xúc với như Tán Tú. Người của ba phái đến hỏi đám tán tu nghiêu hữu đạo đoán ra ngay ý đồ của lệnh hồ thu là muốn khai tông lập phái bắt đầu lại từ đầu nên nghiêu hữu đạo sai đoạn hổ mang bằng chứng những nhiệm vụ đến tặng cho lệnh hồ thu đơn giản vậy thôi không tụ không phất nước nhau lệnh hồ thu im lặng một lúc rồi nói ta xin nhận ý tốt của hắn nhưng ngươi mang về đi đoạn hổ nói đạo gia có dặn là thứ này tiên sinh muốn giữ thì giữ không muốn nhận hãy ném đi đạo gia còn dặn nếu cần môn phái dẫn tiến thì lưu tiên tông phù vân tông Linh Tú Sơn hay Ngũ Lương Sơn, Thiên Ngọc Môn đều nể mặt đạo gia vài phần, tiên sinh không cần nhờ và thiếu nhân tình người khác. Đạo gia cũng đã đánh tiếng với cửa hàng của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn ở các nơi, tiên sinh có nhu cầu gì tùy thời đi các cửa hàng lĩnh 10 vạn kim tệ dùng gấp. Hồng Tụ, Hồng Phất nước trộm lệnh Hồ Thu, lệnh Hồ Thu mím môi, hỏi, còn chuyện gì khác nữa không? Đoạn Hồ chắp tay nói, đạo gia còn một câu muốn ta chuyển lời cho tiên sinh. Lệnh Hồ Thu nói, có gì nói mau, lòng vòng, đoạn hổ nhấn mạnh từng chữ, nguyên văn của đạo gia là khi trốn khỏi tề quốc hắc mẫu đơn chết trên tay hiểu nguyệt các. Đoạn hổ chắp tay, không dám quấy rầy nữa, cáo từ, hắc mẫu đơn đã chết, ba chủ tớ lệnh hồ thu ngước đầu nhìn hướng đoạn hổ. Ở trong mắt người ngoài hay với ba người thì hắc mẫu đơn ở chung với nhiều hữu đạo, tự nhiên là nữ nhân của hắn. Đoạn hổ đã xoay người đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa. Trong phòng yên lặng, lệnh hồ thu mở túi gấm trên bàn ra, đổ ra một đống minh bài đặc biệt to cỡ bằng tiền. Quyền in ấn tiền giấy trong thiên hạ nằm trong tay chín trí tôn, tiền trang trong thiên hạ cũng thuộc quyền chín trí tôn. Người hoàn thành nhiệm vụ trên bảng tà ma ngoại đạo có thể đến tiền trang gần đó, sau khi xác nhận tiền trang sẽ có một khối minh bài, tập hợp đủ minh bài giao cho nơi giống yêu nguyệt khách điếm ở trích tinh thành đại biểu cho hoàn thành nhiệm vụ. Kiểm kê sơ có đủ 30 minh bài chế tạo đặc biệt, nghĩa là ba chủ tớ đã hoàn thành nhiệm vụ ải này. Còn về tìm môn phái dẫn tiến thì không biết có nhân mạch, chuyện này không khó. Làm lệnh hồ thu câm lặng là cái chết của hắc mẫu đơn. Nàng là nữ nhân của Ngưu Hữu Đạo, khi trốn khỏi Tây Quốc thì chết trên tay Hiểu Nguyệt Các, nói chuyện này không liên quan gì ba người. Nhưng khi đó họ vẫn là người của Hiểu Nguyệt Các, còn có ý định mưu hại. Báo cho họ biết tin cái chết của hắc mẫu đơn tuy không nói ra vì sao nhưng ba người hiểu ý Ngưu Hữu Đạo. Nếu còn ghi hận chuyện hồng tụ, hồng phất tự chúc nhục thì Ngưu Hữu Đạo sẽ tính món nợ hắc mẫu đơn lên đầu họ. Nhưng như hữu đạo không kiếm họ tính sổ còn kéo họ ra lao tù tề kinh, dàn xếp sắc rối hiểu nguyệt các cho họ, giờ còn muốn nâng lên ngựa tiễn đoạn đường. Người ta hoàn toàn cơ không cần làm như thế, có thể trực tiếp giết họ trong đại lao tề kinh chấm dứt tai họa ngầm. Nhớ lá thư lúc trước nhiều hữu đạo viết cho, lại nhìn đống minh bài trước mắt, nỗi lòng hồng tụ, hồng phất tràn đầy phức tạp, lặng im. Lệnh hồ thu ngửa đầu buông tiếng thở dài, lão tam trượng nghĩa, ta không bằng hắn lệnh hồ thu ở giới tu hành nhiều năm nhưng lần đầu tiên gặp người lấy ơn báo oán như vậy làm việc khiến người không chọn ra được chỗ sai làm y không cách nào giấy lên oán hận được thật sự tâm phục khẩu phục không tụ Hồng phất biết tiên sinh lần nữa bật thốt lão tam là thật lòng thừa nhận huynh đệ đạo gia chuyện trước kia hoàn toàn chấm dứt phủ thứ sử bắc châu cùng một ngày hai đội đưa dâu một tối một sáng xuất phát hôm sau trong một ngọn núi ngoài thành ba con chim đáp xuống núi xanh ưu tĩnh cây già mọc um tùm Thiệu Liễu Nhi quỳ dập đầu trước chân Thiệu Đăng Vân, Thiệu Đăng Vân khóc rồng. Thiệu Liễu Nhi được nâng lên thân chim không thèm nhìn Thiệu Bình Ba đứng dưới tán cây đưa tiến, cưỡi chim bay qua ngàn núi vạn non. Ba con chim là bên tề quốc phái đến đón Thiệu Liễu Nhi, hôm qua đội đưa dâu một sáng một tối đều là thủ thuật lừa phòng người bị người chặn lại phá hoại. Tề quốc hay bên ta đều biết có nhiều người muốn phá hỏng cuộc liên nhân này. Thiệu Bình Ba nhìn chim bay mất trong tầng mây, mi mắt dần khép, hai nắm tay siết chặt run nhẹ, nhớ phó thác của mẫu thân ngẫm lại qua loa gả muội muội đi không ai biết tâm tình của thiệu bình ba thế nào giọt lệ lặng lẽ lan dài trên gò má thiệu bình ba biết muội muội rất hận mình không phải y không muốn chiều theo ý muội muội gả nàng người mình thích nếu như đàm diệu hiển không chết sớm mãi trước khi đợt ngựa chiến mất vào tay như hữu đạo thì thiệu bình ba chưa bao giờ có ý định lấy muội muội hòa thân rất cố gắng tránh cho ngày này đến nhưng thế cục buộc thiệu bình ba không có cách nào chỉ đành làm ra hành động của kẻ thất bại thế này Thiệu Bình Ba lau nước mắt dứt khoát xoay người xuống núi, không rời phụ thân. Mấy hôm sau, hai đội đưa dâu một sáng một tối đều truyền tin về họ bị đánh lén, nhiều người tử thương. Thượng Thanh Tông bị liên lụy cũng chịu tổn hại nặng. Năm thứ 526 võ lịch, anh vương hạo chân của Tề quốc thành thân, chính thư ca nới Thiệu Liễu Nhi tái giá. Nhà mẹ đẻ của Thiệu Liễu Nhi không ai đến, chỉ có sứ thần làm đại biểu nhưng điều này không ảnh hưởng không khí vui mừng trong tề kinh. Cùng năm, Yến Quốc cuộc đàm hán giữa Thiên Ngọc Môn và Triều Đình Yến Quốc đã có kết quả. Trao đổi địa bàn ba quận của Thiên Ngọc Môn ở ba chỗ trong Yến Quốc với ba quận Nam Châu thuộc Triều Đình Yến Quốc. Người ngựa hai bên lục tục rút lui di chuyển, mãi đến cuối năm mới trao đổi xong xuôi. Đến đây thì Thanh Sơn quận, Quảng Nghĩa quận, Hồ Tây quận, Võ Dương quận, Thổ An quận trong 11 quận Nam Châu đều thuộc về Thiên Ngọc Môn, thế lực của họ hoàn toàn tập trung lại. Toàn môn phái rời đến một chỗ non xanh nước biếc ở Hồ Tây quận, một môn phái tu hành vốn cư trú tại đây bị thiên ngọc môn mạnh mẽ đuổi xa, cưu chiếm thước sao. Thừa dịp mừng thiên ngọc môn rời chỗ, bốn vị quận thủ trong năm quận chạy tới gặp mặt. Như hữu đạo và trưởng môn ba phái Lưu Tiên Tông cũng cùng thương chiêu tông đi chúc mừng thiên ngọc môn. Lúc gặp mặt Nhiêu Hữu Đạo thấy rõ Hồ Tây quận thủ Mai Lâm Thịnh, Võ Dương quận thủ Ngô Thiên Đáng, Thổ An quận thủ Triệu Hưng Phong có hơi hướng hợp sức đối kháng lại Thương Chiêu Tông, chắc vì một mình Thương Chiêu Tông bá chiếm địa bàn hai quận. Miễn không ngốc đều nhận ra mưu tính tiếp theo của Thiên Ngọc môn, đã lấy được Nam Châu thì sẽ có một người trong số họ đứng ra thống lĩnh đất này. Thương Chiêu Tông chiếm ưu thế về địa bàn và người, dù không đánh chiếm được Nam Châu, nếu ba quận không hợp tác đối kháng thì lời nói của họ không nặng ký bằng Thương Chiêu Tông. Trong buổi tiệc ba vị quận thủ hùa nhau gây khó dễ Thương Chiêu Tông, đòi cống hiến ngựa chiến, nói gì mà cùng là người một nhà không thể khoanh tay ngồi nhìn họ sống khốn khó. Bên Thương Chiêu Tông cái lại theo lý Cuối cùng bành ngược tại ra mặt điều hòa bắt thương chiêu tông nhường ba ngàn con ngựa chiến chia đều cho ba nhà. Thiên Ngọc môn tạo áp lực, thương chiêu tông đành miễn cường đồng ý. Đám người phí trường lưu thỉnh thoảng liếc trộm như hữu đạo, hắn không có phản ứng gì, dường như không nghe thấy. Khá nhiều người làm lơ giống như hữu đạo, ví dụ như nhóm Phượng Lăng Ba. Lúc tan tiệc bầu trời đã đen, khách khứa giải tán đi nghỉ. Rời khỏi bữa tiệc như hữu đạo cố ý đi gần Phượng Nhược Nam, thuận miệng hỏi sao không thấy Vương Phi nói câu nào với trượng phu của mình. chương 600, nên nhịn thì phải nhịn hai. Phượng Nhược Nam cắn răng không trả lời, phớt lờ hắn, bước nhanh rời đi. Đến chỗ cho khách ở, đám người thương chiêu tông ở chung một tòa đình viện. Như hữu đạo mới về phòng mình chợt nghe tiếng bánh xe lăn ngoài cửa, sau đó có người gõ cửa. Như hữu đạo nghe tiếng liền biết là ai, mở cửa ra quả nhiên thấy mông sơn minh ngồi trên xe lăng. Như hữu đạo vươn tay mời vào, mông sơn minh xua tay biểu thị không cần, Mông Sơn Minh hỏi, đạo gia có nhìn ra cái gì trong yến hội hôm nay không? Nghiêu hữu đạo hỏi lại, mông Soái đang ám chỉ 3.000 con ngựa chiến. Mông Sơn Minh nói, nếu muốn bảo đảm tổ kiến anh dương võ liệt vệ thì 3.000 con không đủ, ít nhất phải đến 9.000 con. Nghiêu hữu đạo cười nói, là thiên ngọc môn bỏ tiền ra mua ngựa chiến, thiên ngọc môn muốn đưa tặng ai thì tùy thích. Mông Sơn Minh nói, ngựa chiến là chuyện nhỏ, chỉ e thiên ngọc môn có suy nghĩ riêng về người đứng đầu Nam Châu. Đạo gia nghĩ sao? Như hữu đạo nói, mọi người đều vì ích lợi riêng mà có suy nghĩ khác nhau là chuyện bình thường, ai chẳng có ích kỷ. Lòng giả của vương gia đủ rộng lớn chứa hết. Mông Sơn Minh nói, ích kỷ riêng là một chuyện, luận công phát thưởng không sợ gì, chỉ sợ tướng sĩ bên dưới liều mạng bỏ công sức lớn nhất mà không được thưởng đồng giá, ngược lại bị người ta ăn chặn bớt, vương gia biết nói thế nào với tướng sĩ dưới tay. Như hữu đạo hỏi, ý mông Soái là thịt chưa vào tay đã định nội chiến. Mông Sơn Minh nói, đang muốn nghe cao kiến của đạo gia. Như hữu đạo nói, tuy ta không hiểu chiến sự nhưng ít nhất biết đạo lý. ưu tiên hàng đầu là đoàn kết năm quận, trước khi việc thành công tuyệt đối không được có nội chiến. Không có thiên ngọc môn ủng hộ bằng vào mình vương gia thì khó đánh chiếm Nam Châu được. Không nói cái khác, ba môn phái bao trùm bên trên Yến Quốc còn cần thiên ngọc môn đứng ra dàn xếp, nếu ba phái không đồng ý thì đừng ai mơ cắn được miếng thịt Nam Châu. Vì vậy khi nên nhịn hãy dáng nhịn, chuyện sau này thì... Nếu vương gia ra sức lớn nhất, người khác muốn nhảy ra chiếm lợi ta sẽ là người phản đối đầu tiên. Những lời khác không quan trọng, điều mông sơn minh muốn nghe nhất là cua cuối của Ngưu Hữu đạo. Mông sơn minh gật đầu nói, đạo gia nói có lý, ta sẽ chuyển lời của đạo gia cho vương gia. Sáng sớm hôm sau, phòng ân thái tự mình đến biệt viện tìm Ngưu Hữu đạo. Hôm qua họ đã nói với vai trò chủ nhà nhiệt tình dẫn hắn tham quan địa chỉ mới của Thiên Ngọc Môn. Bạch Giao canh giữ trong biệt viện tiến lên chào hỏi, biết phong ân thái đến tìm như hữu đạo liền nhanh chóng chạy ra, không muốn thấy hắn. Lý do là vì không được tự nhiên, nhớ lúc trước như hữu đạo chẳng là cái thá gì trong mắt bạch giao, giờ thì hắn thành huynh đệ kết nghĩa của sư thúc mình, về bối phận cao hơn bạch giao một bậc. Khi gặp mặt bạch giao phải khách khí lễ phép gọi như hữu đạo là, đạo gia thật tình hết sức mất tự nhiên. Đệ tử Thiên Ngọc Môn bên Thanh Sơn quận có thể không cho thương chiêu tông mặt mũi nhưng không thể không nể nang như hữu đạo. Hết cách, người ta là huynh đệ của phong trưởng lão, không xem mặt Tăng cũng phải xem mặt Phật, gặp nhau cần lễ phép gọi tiếng đạo ra. Không biết bao nhiêu người trong lòng bực bội thầm trách phong trưởng lão hồ đồ, kết bái lung tung làm cái quỷ gì. Phong ân thái tìm đến nghiêu hữu đạo rồi cùng ra biệt Việt, hai người dạo chơi trong dãy núi phong cảnh đẹp đẽ. Môn phái ban đầu chiếm cứ chỗ này quy mô dãy kiến trúc không lớn, bây giờ nơi đây bị thiên ngọc môn chiếm, số lượng đệ tử đông đúc nên mở rộng quy mô xây dựng so với chi tiêu của Thiên Ngọc Môn thì số tiền xây dựng mở rộng không đáng gì, cũng không cần môn phái móc tiền túi ra, các nhà đến tặng tiền biếu chúc mừng rời chỗ đã đủ dùng. Một mình Nghiêu hữu Đạo bỏ ra một vạn kim tệ làm hạ lễ, mấy quận thủ khác tất nhiên đưa càng nhiều. Thương Chiêu Tông vì bày tỏ tấm lòng đại biểu hai quận tặng 10 vạn kim tệ. Hai người đứng trên một ngọn núi nhìn mặt hồ ở chân núi, mặt trời chiếu khói tím bền hát bèo, ngẫu nhiên có cá nhảy chim lướt qua, có chút ý vị cảnh tiên. Nghiêu hữu đạo chắp tay sau lưng chép miệng khen, đúng là nơi tốt, phong ân thái thì không vừa lòng lắc đầu nói. Tam đệ còn chưa đi sơn môn cũ của thiên ngọc môn nên không biết tốt hơn chỗ này nhiều, trước mắt chỉ làm được bấy nhiêu. Nguyên thiên ngọc môn cần tùy theo đại cục, tạm chấp nhận vậy. Nghiêu hữu đạo cười xòa, được thế này mà còn ghét bỏ, môn phái lớn quả nhiên không tầm thường. Phong ân thái bỗng nói, lão tam, ta đã liên lạc với lão nhị, nghiêu hữu đạo chậm rãi quay đầu nhìn sang, Phong ân thái vỗ vai nghiêu hữu đạo, hơi cảm khái nói. Lão nhị đã nói hết cho ta nghe rồi, khá lắm. Nghiêu hữu đạo cười cười, đột nhiên một đệ tử bay tới chắp tay bẩm báo. Trường lão, sắp bắt đầu yến hội rồi. Phong ân thái gật đầu nói. Được, biết rồi, phong ân thái xoay người làm động tác tay mời nghiêu hữu đạo, hai người trở về. Tiệc rượu ngày hôm qua xem như nghinh khách, còn bữa tiệc hôm nay là tiến khách, dự tiệc vẫn là những khuôn mặt cũ, Đối với đám người này thì mục đích của họ không phải ăn uống vui vẻ, bàn chuyện trong khi ăn mới là việc chính. Mấy ly rượu vào bụng, đề tài bàn đến năm quận cung cấp người ngựa. Giờ đủ loại người trong năm quận gộp lại với nhau, bao gồm các loại linh tinh khác đã gần 60 vạn người, đây là một cục nợ nặng đối với tài lực của năm quận. Trọng điểm thảo luận nằm ở có cần nhiều người ngựa như vậy không? Trước kia mấy quận tách ra, ai làm theo ý nấy, tự mình ứng đối áp lực từ bốn phương tám hướng nên phải nuôi nhiều người. Giờ năm quận tập trung thành một, sau lưng có người làm chỗ dựa, áp lực trên vai giảm mạnh, tùy tiện cắt giảm cái 20 vạn người chẳng phải việc đáng lo, giảm bớt gánh nặng cho các quận. Nhưng sau đó Thiên Ngọc Môn nói rõ mục tiêu là Nam Châu, khuyến khích mọi người cố chống chọi áp lực. Khi đã đánh chiếm được Nam Châu thì giải ra 60 vạn người ngựa đi bố phòng nhìn vậy chứ không nhiều. Thiên Ngọc Môn cũng sẽ giảm bớt lượng nhận cung phụng, cố gắng không tăng gánh nặng cho các quận. Mọi người trong lòng thầm hiểu thiên ngọc môn bây giờ có rượu kiếm dư giả nên mới rộng rãi như vậy, thu lợi một năm mấy trăm vạn kim tệ, chỉ riêng mặt này đã lời nhiều hơn trước kia nhận cung phụng từ các quận. Thổ an quận thủ triệu hưng phong không kiềm được nêu lên. Trưởng môn, cách trị lý của thanh sơn quận, quảng nghĩa quận không tệ, nếu ba quận chúng ta có thể giảm miễn thuế phú. Triệu hưng phong chưa nói hết đã bị bành hữu tại đè xuống. Thanh sơn quận, quảng nghĩa quận có thể cung cấp nguồn thu khác, ba quận các ngươi cho cái gì? hay các người nghĩ thiên ngọc môn có thể nuốt hết lợi nhuận rượu. Mỗi năm cung phụng tiêu giao cung, tử kim động, linh kiếm sơn không thể ngừng, muốn bắt lấy Nam Châu thì chi tiêu cung phụng càng lớn, các ngươi trả được phần tiền này không? Tử thiên ngọc môn trả hết, được rồi, không bàn việc này nữa. Triệu hưng phong hơi lúng túng, chẳng ngờ mới đề nghị một tiếng đã dẫn đến phản ứng lớn vậy, ngượng ngùng khép miệng lại. Bành hữu tại tiếp tục bảo, năm quận làm theo ý mình, bình thường thì không sao nhưng nếu đụng chuyện người ngựa năm quận cần điều khiển thống nhất, việc này phải chuẩn bị từ sớm. Các người cảm thấy do ai thống lĩnh thì thích hợp, nghe câu này như hữu đạo và mông sơn minh ánh mắt giao nhau, cứ tưởng chờ tới lúc bắt được Nam Châu mới bàn tới chuyện này, ai ngờ bắt đầu từ bây giờ. Triệu Hưng phong định lên tiếng nhưng như hữu đạo hắng giọng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hắn nói. Tất nhiên là do bành trưởng môn thống nhất điều khiển thì tốt hơn hết, bàn về uy vọng ở đây có ai sánh bằng bành trưởng môn sao. Mông Sơn Minh chậm rãi đặt ly rượu bên môi, biết Ngưu Hữu Đạo đang quấy rối không mong quyền chỉ huy thống nhất rơi vào tay người khác. Chương 601, đề cử Phượng Lăng 3, miễn không phải đồ ngốc đều biết bây giờ quyết định ai thống nhất chỉ huy thì tương lai 89 phần 10 sẽ là chủ của Nam Châu. Hắn nêu tên Bành Hữu Tại làm Triệu Hưng Phong nuốt xuống lời muốn nói, bảo là người khác tốt hơn Bành Hữu Tại thì kỳ. Bành Hữu Tại cười to bảo, ý kiến của lão đệ hay đấy nhưng ta không có tinh lực đó, cũng không quen thuộc quân vụ. như Hữu Đạo chỉ trưởng lão Thiên Ngọc môn đang ngồi ở đây, thiên ngọc môn đông đúc nhân tài, phái đại một đệ tử là đủ đảm nhiệm. Bành hữu tại lắc đầu nói, người tu hành có việc cần làm trong tu hành, ưu tiên tu luyện. Không nói đến không có sức lo, cũng không rảnh phân tâm lo việc tục, nếu không thì cần gì các vị quận thủ đang ngồi ở đây. Tuyển chọn người xử lý quân vụ và chọn người trong đệ tử tu hành là hai chuyện khác nhau. Như lão đệ, nghề nào việc đấy, ta thấy nên giao việc này cho người am hiểu thì hơn, người đừng góp vui lung tung. Như hữu đạo cười xòa, bành trưởng môn nói có lý hắn quay đầu nhìn phượng nhược nam hỏi vương phi cũng xuất thân từ võ tướng không biết vương phi cảm thấy do ai thống nhất điều khiển thì thích hợp phượng nhược nam thầm cắn răng phượng lăng ba lạnh lùng nhìn như hữu đạo bành ngọc lan nghiến răng ken két kêu tên nữ nhi của bà ra chẳng phải là muốn đặt nàng lên lửa nướng sao thương chiêu tông lam nhược đình mông sơn minh lấy làm lạ nhìn như hữu đạo làm sao phượng nhược nam có thể tự quyết định chuyện này không biết vì sao vị này cố tình gây sự với nàng. Bành hữu tại phất tay với mọi người, tu sĩ đừng tham dự vào việc này, giao cho bốn vị quận thủ cùng đề cử đi. Một câu đè xuống câu hỏi của Ngưu Hữu Đạo, cũng kéo Phượng Nhược Nam ra. Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm nâng ly hướng Bành Hữu Tại. Hắn đề nghị là một chuyện, quyền quyết định nằm trong tay người ta, quyền nói chuyện cũng là của người ta, nên thảo luận đề tài như thế nào hoàn toàn do đối phương hướng dẫn, đây là sự thật không cách nào sửa đổi triệu hưng phong lại lên tiếng chỉ hướng phượng lăng ba đang ngồi trước có quảng nghĩa quận mới có thanh sơn quận phượng lăng ba đánh mở cục diện trong quảng nghĩa quận mới có hai quận hôm nay trong những người làm quận thủ nơi này thì ta chỉ phục phượng lăng ba ta đề cử phượng lăng ba làm thống thống điều binh mã năm quận nghiêu hữu đạo nhướng chân mà y chế nhạo nói triệu quận thủ lấy tên thật tốt mọi người hai mặt nhìn nhau triệu hưng phong nghẹn lời hắn có ý gì lam nhược đình tiếp lời sao đạo gia nói vậy Nghiêu hữu đạo chậm chạp nói, thì ý nghĩa là làm mưa làm gió. Có người nín cười, có người mặt không biểu tình, mặt triệu hưng phong hơi đen. Nghiêu hữu đạo lạnh lùng liếc qua, nhìn sắc mặt của triệu quận thủ chẳng lẽ có ý kiến gì với lão tử. Nói đùa một chút đừng tin là thật, nếu không thì không hay. Triệu hưng phong chắp tay hướng bành hữu tại muốn nhờ đối phương đứng ra bên mình. Bành hữu tại nhanh chóng giơ tay ngăn lại không cho triệu hưng phong trở lại với nghiêu hữu đạo trước mọi người. Nghiêu hữu đạo rõ ràng cố ý sinh sự, nếu để hắn bắt lấy điểm yếu vẽ vời thì Triệu Hưng Phong không chịu nổi. Quan trọng là Ngưu Hữu Đạo đang cầm một con đường kiếm tiền của Thiên Ngọc Môn, dù là Thiên Ngọc Môn cũng kiêng kỵ hắn ba phần. Nên chuyện gì giải quyết bằng đạo lý được thì không cần trở mặt, mọi chuyện chờ tới lúc tính sổ rồi nói. Bành Hữu Tại lên tiếng cảnh cáo, như huynh đệ, nơi này đang bàn về chính sự, đừng đùa. Nếu cảm thấy ngồi ở đây không thoải mái thì bổn tọa sẽ sắp xếp phòng riêng cho ngươi." Ngưu Hữu Đạo xua tay, Bành trưởng môn quá khách khí, mọi người nghiêm túc quá nên ta muốn làm không khí sống động chút. Bành hữu tại nhìn những người khác, hồ tây quận thủ Mai Lâm Thịnh lên tiếng, ta cũng đề cử Phượng Lăng Ba, võ dương quận thủ Ngô Thiên đã ngùa theo, đồng ý, đề cử Phượng Lăng Ba, mắt Phượng Lăng Ba lóe tia vui vẻ, lão đã biết trước việc này. Phượng Lăng Ba liếc sang nữ tế của mình, muốn nhìn xem thương chiêu tông có thể làm thế nào. Bành Ngọc Lan tràn đầy cảm kích nhìn phụ thân của mình, lòng vòng một hồi mới phát hiện phụ thân vẫn thiên vị người nhà công nhận phụ thân rất anh minh bỏ nhỏ lấy lớn đi một vòng thương chiêu tông chỉ là tảng đá kê chân cho nhà mình thủ đoạn thế này mới thật sự cao minh bành ngọc lan nhớ lại lời phụ thân nói đếm qua với mình thiên ngọc môn không phải của bành ra làm chuyện gì cũng cần theo cách nói đạo lý được mọi người ủng hộ thì dễ làm cao tầng thiên ngọc môn mặt không biểu tình ánh mắt như có như không liếc về phía thương chiêu tông bọn họ đã bàn trước kết quả này Thương chiêu tông ngắm ly rượu trong tay, im lặng không nói. Phượng nhược nam mím chặt môi, đám người phí trường lưu biểu tình trầm trọng, khóe mắt mông sơn minh liếc hướng như hữu đạo, hắn nhẹ gật đầu. Bành hữu tại cười hỏi, ý của vương ra thế nào? Thương chiêu tông lạnh nhạt nói, ý kiến bản vương còn quan trọng sao? Bành hữu tại rộng rãi nói, cứ nói thả hoa mái, làm chuyện gì đều phải nói đạo lý, có cao kiến gì cứ nói ra. Thương chiêu tông quét mắt bốn phía, khi ánh mắt giao nhau với Mông Sơn Minh thì y mặt nghiêm túc gần từng chữ. Bản Vương tán thành, tán đồng cao kiến của ba vị quận thủ. Bành Hưu Tại vui vẻ nói, "Tốt, bốn vị quận thủ đều giỏi về quân chính trên thống quân dưới quản dân, nếu bốn vị đã cùng nhau đề cử người thì chắc hẳn không sai, quyết định vậy đi." Phượng Lăng Ba, Phượng Lăng Ba đứng lên, chắp tay nói, "Có." Bành Hưu Tại cười nói, "Không thể từ chối tình cảm nồng nhiệt này, bốn vị quận thủ cùng xem trọng ngươi, sẽ phải gánh áp lực lớn đây." hy vọng ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng cao của mọi người. ngay trong hôm nay do ngươi đảm nhiệm đô đốc binh mã năm quận, khi gặp chiến sự sẽ từ ngươi thống nhất điều khiển binh mã năm quận. khi không có chiến sự thì không được xen vào việc quân chính của năm quận. làm điều này không phải cướp quyền lớn quân chính của bốn vị quận chủ, nếu không thì bốn người đã chẳng đồng ý. nếu họ cùng nhau chống đối sẽ rắc rối lớn. phượng lăng ba nói, tuân lệnh. nhưng mà, bành lùi tại ra vẻ quang minh lỗi lạc nói, tất cả vì tốt cho mọi người có chuyện gì khó xử cứ nói, có vấn đề gì cùng chia sẻ bàn bạc trước mặt mọi người. Phượng Lăng Ba nói, trong tay ta không có binh mã gì, chỉ có cái danh đô đốc, không tìm được một thuộc hạ chấp hành quân pháp. Không có người dùng thuận tay lỡ gặp chiến sự xa lạ, không quen binh thì làm sao điều khiển binh mãn âm quận tác chiến. Bành Hưu Tại nói, đây đúng là vấn đề, bốn vị quận thủ quen thuộc quân vụ, thấy tình huống này nên giải quyết thế nào. Triệu Hưng Phong lên tiếng, chuyện này dễ làm, hôm qua còn đang nói người ngựa năm quận quá nhiều tạo gánh nặng lớn cho các quận nếu không cần xóa bỏ nó vậy ai có dư nhiều người thì rời một ít cho phượng đô đốc là xong nghiêu hữu đạo nhướng chân mày ngày hôm qua đám người thảo luận gánh nặng đông người hóa ra vì chuẩn bị cho ngày hôm nay hắn không quen thuộc việc quân chính nên không nhìn ra đây là cái hố nghiêu hữu đạo liếc hướng đám người mông sơn minh bọn họ hơi cao mày dường như không đoan được chuyện này dầm thương chiêu tông vỗ bản cái dầm tiếng động vang vọng đại điện khiến mọi người cùng nhìn thương chiêu tông đập bàn đứng dậy nhìn triệu hưng phong chằm chằm trong tay bản vương có nhiều người nhất ai muốn lấy cứ lấy thương chiêu tông quay sang nhìn bành luộc tại hay là vậy đi bành trưởng môn bản vương không cần quyền lớn quân chính hai quận bản vương nhường vị cho hiền nguyện làm người rảnh rỗi núi rừng ai thích làm thì để người đó làm nghiêu hữu đạo mỉm cười câu này nghe rộng rãi vừa làm hắn yên lòng thương chiêu tông dám nói ra câu đó cho thấy y tự tin vào binh mã trong tay mình không phải ai muốn lấy đi là lấy chương 602, liên hợp chèn ép, bành hữu tại giơ hai tay ấn không khí, cười nói. Vương gia đừng nói lời giận dỗi đó, nơi y này không có ai muốn cướp lấy quyền lớn quân chín chủ vương gia, kẻ nào dám làm như vậy thì bổn tọa là người đầu tiên không cho phép. Có chuyện gì mọi người mở ra bàn, có gì nói nấy, có lý phân rõ phải trái, tội gì đập bàn tức giận. Mông soái thấy có đúng không? Câu cuối nói với mông sơn minh, mông sơn minh khuyên ngay, hay vương gia ngồi xuống nghe ý kiến của mọi người trước đã. Thương Chiêu Tông nhìn Triệu Hưng Phong chầm chầm, hư lạnh một tiếng. Hư, y phất ống tay áo ngồi xuống. Hồ Tây quận thủ Mai Lâm Thịnh nói. Vương gia bất giận, Triệu Huynh nói khó nghe nhưng ý kiến đáng giá suy xét. Mọi người ngẫm lại xem vương gia có nhiều binh mã nhất, phân phối một chút không có vấn đề gì lớn. Thứ hai là thuộc hạ của vương gia vốn bao gồm nguyên bộ người của Quảng Nghĩa quận, Phượng Đô Đốc hiểu rõ gốc gác nhiều người bọn họ, điều động họ thì Phượng Đô Đốc có thể trực tiếp chỉ huy, bớt mất thời gian hòa hợp, không biết khi nào sẽ xảy ra chiến sự, chưa chắc là chúng ta đánh người ta, phải đề phòng bị người tùy thời đến đây, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng là tốt nhất. Lý do này khiến người khó moi ra sai lầm gì, thương chiêu tông nâng ly uống rượu giải sầu, bành hưu tại hỏi, vậy phân phối bao nhiêu người ngựa cho phượng đô đốc thì thích hợp. Võ Dương quận thủ Ngô Thiên đã nói, rời đi nhiều quá thì không thích hợp, sợ khiến vương gia hiểu lầm. Theo ta thấy binh quý ở tinh chứ không cần nhiều, mấy ngàn người đủ rồi. Dù sao Phượng Đô Đốc chỉ cần có quyền thống nhất điều khiển vào thời gian chiến tranh, bình thường nắm nhiều binh lực các quận dễ ảnh hưởng phòng ngự của quận. Không biết ta nói như vậy thì Phượng Đô Đốc thấy ổn không? Chỉ cần mấy ngàn người, thương chiêu tông nhướng mắt nhìn đối phương, yêu cầu này làm như hữu đạo hơi bất ngờ. Chỉ lấy mấy ngàn người, thương chiêu tông cầm đại quân 20 vạn, trai cho mấy ngàn người đúng là không quá đáng, nếu y không chịu đưa chút ít này thì đúng là quá mức. Phượng Lăng Ba gật đầu nói, Ngô Huynh cao kiến, có mấy ngàn người đã đủ, 5 ngàn, ta chỉ cần 5 ngàn người ngựa, triệu hưng phong khẽ ừ, 5 ngàn kỵ binh còn gọi là tinh nhuệ, cụm từ 5 ngàn kỵ binh thốt ra làm thay đổi ngay ý nghĩa, 5 ngàn người không đáng gì nhưng 5 ngàn ngựa chiến thì ý nghĩa rất nặng. Thương Triều Tông hỏi ngược lại, họ triệu, người cung cấp 5 ngàn ngựa chiến sao? Triệu hưng phong nói, nếu vương gia không đưa ta 1 ngàn con ngựa chiến thì trong tay ta cộng lại chưa đủ 5 ngàn con có thể tác chiến, lấy đâu ra 5 ngàn ngựa chiến? Thương Chiêu Tông nói, Vậy ngươi nói vớ vẩn cái gì? Không phải đồ của nhà ngươi nên nói tặng ai dễ dàng. Mai Lâm Thịnh lại xen lời. Vương gia, cùng là người một nhà đừng phân chia nhà ta nhà ngươi làm gì, phải suy nghĩ cho đại cục. Thương Chiêu Tông đáp trả. Người một nhà, nói rất đúng, vậy có phải thê tử của Mai Huynh cũng có thể cùng bản vương tuy hai mà một. Một câu làm bành ngọc lan sạc rượu suýt phun ra, trợn to mắt khó tin nhìn Thương Chiêu Tông. Bành Ngọc Lan không ngờ nữ tế của mình có thể nói ra lời như thế trước mặt bà, bình thường thấy y rất có phong phạm hoàng tộc mà sao mở miệng thốt từ hạ lưu như thế. Phượng Lăng Ba thì rất thông cảm, ở lâu trong quân ngũ, nếu muốn nói tục thì cũng không ngại miệng gì. Phượng Nhược Nam luôn giữ im lặng không kiềm được hung tợn liếc xéo thương chiêu tông. như hữu đạo vui vẻ nâng ly hướng phong ân thái, ông bất đắc dĩ dơ ly hướng hắn. Mai Lâm Thịnh không tiện lấy ngoại tôn nữ của bành hữu tại cũng là thê tử của thương chiêu tông ra là cớ, đành thở dài. Vương gia, sao có thể gắn người và xúc sinh thành một. Thứ lỗ y cho ta nói thẳng, lẽ ra mọi người cùng hướng về ích lợi, trong tay vương gia có nhiều ngựa chiến như vậy thì nên đem ra chia sẻ cho tất cả, chia theo tỷ lệ dù vương gia có chiếm phần nhiều chút ta nghĩ mọi người không có ý kiến gì. Nhưng cũng phải suy xét đến nhu cầu tổ kiến anh dương võ liệt vệ của vương gia, ít nhất phải bảo đảm có một vạn ngựa chiến, mọi người không thể lấn lướt qua được. Ngô Thiên đã gật gù hùa theo, dù vương gia lấy ra 5.000 con thì trong tay còn một vạn mấy ngàn con, vượt xa các quận khác, đủ tổ kiến anh dương võ liệt vệ rồi không hiểu tại sao một mình vương gia chiếm nhiều chiến mã mặc kệ sự sống chết của các quận là vì sao. Thương Chiêu Tông nói thẳng, không sao cả, chẳng qua gai mắt bộ mặt tiểu nhân của các ngươi thôi. Năm xưa mỗi người ở một góc làm gì, giờ mới muốn ngựa chiến, có giỏi thì tự mình kiếm ra ngựa chiến đi, trên đời làm gì có nhiều chuyện ăn miễn phí vậy được. Ai ngờ bành hữu tại ngồi trên ghế chậm rãi nói, vương gia, thiên ngọc môn bỏ tiền ra mua ngựa chiến không phải cho riêng một nhà, nên chia đều cho các phương một câu chặn hỏng thương chiêu tông cơ mặt căng cứng thương chiêu tông rất muốn hỏi bành hược tại thật sự là thiên ngọc môn các ngươi kiếm được sao có vài thứ muốn bỏ tiền ra mua cũng không được nếu thiên ngọc môn có bản lĩnh như vậy thì sao không sớm thỏa mãn các quận đi còn cần chờ tới bây giờ chia chác nhưng thương chiêu tông không thể khiêu khích làm thiên ngọc môn bẽ mặt trước mọi người làm chuyện gì cũng phải có chừng mực một số việc có thể đập bàn nhưng có chuyện không thể được phải dáng nhịn bành hược tại chốt câu được rồi bổn tỏa đã nghe ý kiến của mọi người, số ít phục tổng số đông, theo ý kiến số đông. Như hôm qua đã nói, không cần sáu binh mã năm quận. Hai quận Thanh Sơn, Quảng Nghĩa đưa năm ngàn quân sĩ, năm ngàn ngựa chiến cho Phượng Lăng ba tổ kiến đốc quân, con đường cung cấp quân lương không thay đổi. Quyết định vậy đi, chúng ta cạn ly. Bành hữu tại nói xong nâng ly cách không khí kính mọi người. Lời của bành hữu tại chẳng khác gì bảo thương chiêu tông cung cấp 5.000 người ngựa cho Phượng Lăng Ba còn bao gồm cả quân lương. Phượng Lăng Ba là người đầu tiên nâng ly hưởng ứng, Triệu Hưng Phong, Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đáng cũng hùa theo. Đám người phí trường lưu nhìn hướng Nhiêu Hữu Đạo, giam giáp nghe theo hắn. Nhiêu Hữu Đạo dứt khoát bưng ly rượu lên, đám người phí trường lưu làm theo, nhóm Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình cũng nâng ly, ly rượu trong tay thương chiêu tông như nặng ngàn cân nhưng y vẫn từ từ nâng lên. Phượng Nhược Nam nhìn hành động của thương chiêu tông, nếu y không nâng ly thì nàng làm vương phi cũng không nâng lên được. Trong lòng Phượng Nhược Nam biết rõ mặc kệ tình cảm phu thê giữa hai người thế nào, lần này là một đám người liên hợp các thịt trượng phu của nàng, bao gồm người nhà mẹ đẻ của nàng, bên thu lợi là người nhà mẹ đẻ, nàng thật sự rất khó xử, giúp bên nào cũng không được. Bành hưu tại kính trước, sảng khoái, bành hưu tại uống cạn xong lật ngược đáy ly cho mọi người xem, lớn tiếng mời. Các vị cứ thoải mái hưởng dụng, đừng khách khí, một đám người cạn ly xong ngồi xuống, một số người vui, bên thương chiêu tông thì cười không nổi. Người mù đều nhìn ra đám người lấy thiên ngọc môn dẫn đầu đã sớm bắt tay nhau cải bẫy bên thương chiêu tông. Thương chiêu tông có hai vạn 8 ngàn ngựa chiến, đã bán 5 ngàn con cho bên Kim Châu, hôm qua trai đi 3 ngàn con, hôm nay lại bị cắt mất 5 ngàn con. Ngựa chiến bị ăn mòn dần chỉ còn lại một vạn 5 ngàn con, còn phải tặng quân lương cho bên Phượng Lăng Ba. Xem tình hình này dường như Thiên Ngọc Môn cố ý kiềm chế thực lực trong tay Thương Chiêu Tông, không để y một mình độc lập. Tiệc rượu tiến khách kết thúc, mọi người ai về nhà nấy theo lễ độ thì phu phụ thương chiêu tông còn phải làm theo nghi thức chào từ biệt phu phụ phượng lăng ba đám người nghiêu hữu đạo đã đứng chờ ngoài sơn môn mông sơn minh đẩy xe lăn tới bên cạnh nghiêu hữu đạo thuận miệng nói chúng ta không muốn gây nội chiến nhưng người ta xuống tay trước nghiêu hữu đạo cười nói thứ này không thể so sánh bên cạnh vương gia toàn là người của thiên ngọc môn mạng nhỏ nằm trong tay người ta không đồng ý không được vẫn câu cũ việc chưa thành công thì ưu tiên đoàn kết năm quận chương 603, mưa gió sắp đến một. Mông Sơn Minh chỉ muốn dò hỏi Nhiêu Hữu Đạo có hậu chiêu gì không, không có tin xác thực thì bên mình không yên. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo rất kín miệng không chịu để lộ nội tình, Mông Sơn Minh đành phải thôi. Lam Nhược Đình thừa dịp nhắc nhở một tiếng, đạo ra, Vương Phi cũng có chuyện khó xử, thông cảm chút đi. Nhiêu Hữu Đạo hiểu ý của Lam Nhược Đình ám chỉ mình đã đâm Phượng Nhược Nam vài câu, hắn nói. Vì thông cảm sự khó xử của Vương Phi nên ta mới làm Vương Phi khó chịu vậy. Lam Nhược Đình hỏi.